Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 207. Quá trình tu luyện khá thuận lợi, vì cậu đã có được bí anh thứ hai nên chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cậu đã ngưng tụ thành công bí anh thứ nhất. Bí anh thứ nhất chú trọng nhất là khuôn mặt nên hình tượng của bí anh thứ nhất của cậu cũng khá kỳ lạ, có đến 3 khuôn mặt. Hơn nữa, bí anh thứ nhất cũng cao đến 9 trượng, nhất định sau này sẽ có thể trở thành bí thần cấm kỵ. Mặt nạ bí anh vừa hình thành thì mèo đen liền xuất hiện, nói, bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu cách khởi động cấm kỵ. Trước đó, mặc dù Ngô Bình có thể mượn sức mạnh của mặt nạ nhưng cách đó rất thiển cận. Bây giờ cậu ngưng tụ được bí anh thì mới chính thức có khả năng khởi động cấm kỵ. 3 khuôn mặt của bí anh mặt nạ đều nhắm mắt, Ngô Bình làm theo lời dạy của mèo đen, niệm chú, đồng thời khởi động 30.000 đôi tay quỷ cùng bấm đột. 15 phút sau, một tiếng âm thật lớn vang lên. Một khuôn mặt của mặt nạ mở mắt ra, không gian xung quanh bỗng bắt đầu méo mó. Ngô Bình biến mất, ẩn mình trong hư không. Lúc này, Ngô Bình có thể ở bất cứ đâu trong phạm vi 1.000 dặm, chỉ cần cậu muốn thì sẽ có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong khu vực đó chỉ trong tích tắc, chỉ cần cậu muốn thì cũng có thể khiến người khác dịch chuyển đến bất cứ chỗ nào trong phạm vi này. Không gian của khu vực này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cậu, đấy là sức mạnh của cấm kỵ, có khả năng thay đổi quy tắc, trật tự. Sau khi khởi động một loại cấm kỵ, Ngô Bình cảm thấy trống rỗng. Mèo đen, công ty hãy làm quen với sức mạnh này trước, chờ một thời gian rồi hãng khởi động 2 loại năng lượng còn lại. Ngô Bình gật đầu, được. Ngô Bình ra khỏi phòng luyện công, Xích Huyền Tử đang đứng canh ở một bên liền chạy đến. Từ sau khi Xích Huyền Tử quyết định đi theo Ngô Bình thì anh ta luôn ở trong Hoàng Long Sơn Trang, chạy vặt bên cạnh Liễu Kim Long, đồng thời làm bảo vệ. Anh ta đến từ đại tông của kiếm tiên giới, kinh nghiệm phong phú, mấy ngày nay Ngô Bình rất hài lòng với anh ta. Anh ta tiến về trước, cuối cùng thì cậu cũng đã xuất quan, có cô Lý đến sơn trang chúng ta. Ngô Bình, cô Lý nào? Xích Huyền Tử, cô ta nói là Lý Nhu Phi của Tượng Sơn, đến để trả tiền. Anh ta vừa nói thì Ngô Bình liền nhớ ra, trước đó cậu đến đảo Linh Tê bán đồ đã gặp được một cô gái tên là Lý Nhu Phi. Cậu đã bán cho cô ta một viên tử vi thần đan. Lúc đó cô ta không có đủ tiền nên trả trước một ít. Vốn dĩ nói mấy ngày sau sẽ trả đủ nhưng không ngờ mãi đến hôm nay mới đến. Cậu gật đầu, biết rồi. Ngô Bình đi về trước, Xích Huyền Tử đi theo phía sau, nói tôi có tin tức của công tử Linh Hư. Công tử Linh Hư là người kế thừa của Tả Lãnh Hư, thực lực rất cao. Lần trước Ngô Bình đã cướp chân thủy và nhu thủy kiếm. Hai bên đã có hiềm khích với nhau. Sao ồ, bây giờ anh ta đang ở đâu? Xích Huyền Tử, công tử Linh Hư đang ở Trần Thế, khu vực biên giới của nước Đồ Na, hình như đến đó vì động thiên. Ngô Bình dừng bước, nhớ lại cuộc nói chuyện với Lục Hoàng Tử trước đó, biên giới nước Đồ Na có một khu vực mà ở đó có đến 3 thời không, trong đó 2 thời không là Kim Mẫu Giới và Dược Vương Giới. Lẽ nào công, tử Linh Hư đến đấy vì Dược Vương Giới và Kim Mẫu Giới sao? Thế nên cậu hỏi, công tử Linh Hư mang theo bao? Nhiều cao thủ bên mình. Xích Huyền Tử, anh ta rất có danh tiếng, bên cạnh có rất nhiều người theo, còn có mấy cao thủ thần thông nữa. Phải rồi, còn có một thế lực xuất hiện ở đó nữa, gọi là Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Ngô Bình, Nhật Nguyệt Tiên Giáo sao? Những người đến đó là ai? Là Nhật Sứ và Nguyệt Sứ của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Có vẻ như họ sắp có hành động lớn. Ừ, hôm nay đến đó xem thử. Ngô Bình đến phòng khách thì quả nhiên đã nhìn thấy Lý Nhu Phi. Lý Nhu Phi mặc một bộ đồ trắng, sắc mặt tiều tụy, xinh đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng thương. Cô Lý, cô, Ngô Bình bất ngờ, cậu biết chắc chắn cô ta đã gặp phải chuyện gì đó. Lý Nhu Phi cung kính hành lễ, cậu Ngô, số tiền nợ cậu trước đây mãi vẫn chưa trả được, Nhu Phi cảm thấy rất hổ thẹn. Ngô Bình vội nói không sao, nếu tôi không tin cô Lý thì lúc đầu đã không đưa đan dược cho cô rồi. Cậu bảo Lý Nhu Phi ngồi xuống, cô ta lấy ta một túi tiền, đặt lên bàn rồi nói, cậu Ngô, số tiền còn lại đều ở đây, thật sự xin lỗi vì đã để lâu vậy mới trả. Ngô Bình không kiềm được, hỏi, cô Lý, cô ăn mặc như thế này, phải chăng gia đình đã có chuyện gì? Lý Nhu Phi nghe cậu hỏi thì không kiềm được mà rơi lệ, sau đó hạ giọng nói, bố tôi bị kẻ thù hại chết, Tượng Sơn đã rơi vào tay kẻ xấu. Tượng Sơn là địa phận của Lý Đạo Sư. Sao có thể bị người khác cướp mất? Ngô Bình bất ngờ. Lý Nhu Phi, người đó tự xưng là công tử Linh Hư,
mấy tháng trước đã chiếm Tượng Sơn. Bố tôi bị anh ta đánh trọng thương, ông đã đưa tôi và mẹ trốn khỏi đó, ẩn nấp bên ngoài một thời gian dài. Cách đây không lâu bố tôi không qua khỏi, mẹ tôi cũng đi theo ông, chỉ còn lại mình tôi cô đơn lẻ loi trên cõi đời này. Ngô Bình nheo mắt, lại là công tử Linh Hư. Lý Nhu Phi ngẩng đầu lên, cậu biết tên đó sao? Ngô Bình gật đầu, anh ta là người tạo ra Lăng Hư tiên giới, đầu thai ở hạ giới, tên là công tử Linh Hư, không lâu trước đây tôi từng có xích mích với anh ta. Sau đó cậu hỏi, mặc dù Tượng Sơn không tồi nhưng công tử Linh Hư đến từ tiên giới, có thứ gì mà chưa từng thấy, không đến mức đi cướp Tượng Sơn, liệu có ẩn tình gì bên trong không? Lý Nhu Phi căm hận nói, Tượng Sơn có một vật chí bảo, được bố tôi nuôi dưỡng nhiều năm, sắp sửa trưởng thành. Công tử Linh Hư là nhằm vào thứ đó mà đến. Bảo vật gì, Ngô Bình rất tò mò. Lý Nhu Phi không giấu giếm, nói, địa đàn. Ngô Bình nghe nói đến địa đàn thì tim đập loạn. Địa đàn do tỉnh khí đại địa ngưng tụ mà thành, cần được nuôi lớn trong môi trường đặc biệt 1 tỷ năm mới thành hình, là vật chí bảo cầu cũng không được. Khắp tiên giới từ xưa đến nay có chưa đến 5 viên. Đây đúng là món đồ tốt, dùng nó có thể luyện chế đại địa thần đan. Uống đan dược này có thể trở thành con của đất. Nếu kết hợp cùng thiên phách thì có thể luyện được thiên địa huyền đan, trở thành con của trời đất, có được sự chúc phúc và yêu thương của trời đất, cực kỳ may mắn. Lý Nhu Phi nghe xong thì ngây người, rõ ràng cô ta cũng không biết địa đàn lại đáng giá đến thế. Cô ta nói, may mà bố tôi đã có chuẩn bị từ sớm, mượn đại trận rời khỏi Tượng Sơn, trước khi đi ông đã kịp thời mang theo địa đàn. Lý Nhu Phi nói đến đây thì nhìn Ngô Bình. Cậu Ngô và công tử Linh Hư từng giao đấu, không biết cậu có thể giết được anh ta không? Ngô Bình nhìn cô ta, hỏi ý cô Lý là. Lý Nhu Phi nói, địa đàn nằm trong tay tôi, nếu cậu có thể giết được công tử Linh Hư thì tôi bằng lòng tặng nó cho cậu. Ngô Bình im lặng vài giây rồi nói, đúng là tôi từng xung đột với công tử Linh Hư, anh ta cũng từng muốn giết tôi. Có điều bây giờ tôi vẫn chưa thể giết được anh A, muốn giết anh ta cần có thời cơ. Lý Nhu Phi hỏi, thời cơ gì? Tháng sau, vương tỏa kiếm đạo sẽ xuất hiện trong tiên giới vạn kiếm, đến lúc đó, kỳ tài các giới sẽ cạnh tranh với nhau, tôi và công tử Linh Hư chắc chắn sẽ đánh với nhau một trận. Mắt Lý Nhu Phi sáng lên, cô ta giao chiếc hộp ngọc cho Ngô Bình, nói, tôi tin thực lực và tư chất của cậu, nhất định có thể giết chết được công tử Linh Hư. Viên địa đàn này tôi tặng cậu trước, hy vọng cậu giết được kẻ ác, giúp tôi báo thù cho bố tôi. Cô ta nói xong thì vái lại Ngô Bình. Ngô Bình vội đỡ cô ta dậy, nói cô Lý xin đừng làm vậy, tôi nhận địa đàn, nhưng tôi cũng sẽ không lấy không. Cậu lấy ra một viên bát môn kim thủy đan được cất trong một chiếc bình trong suốt, mùi đan dược thơm nức, dường như trong bình đan dược còn có một người tí hon đang ngồi thiền. Lý Nhu Phi rất kinh ngạc, đây là... Ngô Bình cười nói, bát môn kim thủy đan cực phẩm, đan này có tiền cũng không mua được. Dùng đan này... Cô Lý chắc chắn có thể thoát thai hoán cốt, sẽ càng tiến xa hơn trên con đường tu tiên. Lý Nhu Phi vô cùng cảm kích, vội vàng cúi lạy cảm ơn cậu Ngôi. Ngô Bình, cô Lý không cần khách sáo. Bây giờ có lẽ cô không có chỗ nào khác để đi, sau này cứ ở Sơn Trang Hoàng Long đi. Nơi này có không ít phòng, sân viện, cô thích căn nào thì cứ ở đó. Lý Nhu Phi quả thực không có nơi nào để đi, lúc trước cô ta vẫn ở ẩn trong rừng núi. Thấy thái độ Ngô Bình chân thành, cô ta dùng sức gật đầu, vậy làm phiền cậu Ngô vậy. Ngô Bình cười nói, nếu cô không ngại thì cứ gọi tôi một tiếng anh Ngô là được. Lý Nhu Phi mỉm cười, vâng, anh Ngô. Ngô Bình, cô Nhu Phi, tôi đưa cô đi dạo quanh Sơn Trang. Cậu đích thân dẫn Lý Nhu Phi đi dạo quanh khắp nơi, sau đó sắp xếp cho cô ta một sân viện yên tĩnh, còn cử thêm 2 người giúp việc trẻ đi theo hầu hạ cô ta. Hơn nửa ngày cậu đều ở bên cạnh Lý Nhu Phi trò chuyện, cũng khiến cô ta bớt đau buồn. Buổi tối, cậu quay về sân viện luyện công, Phương Lập và Mèo Đen đều ở đó. Ngô Bình nói, Mộc Băng Thiền đưa cho tôi tiên thiên bát quái đồ, chỉ là bức vẽ này chưa từng có ai tu luyện. Trong tay tôi có mai rùa khắc ấn bát quái, nghĩ đã có được thì tu luyện tiên thiên bát đồ, 2 người cảm thấy thế nào? Phương Lập xoa cằm, chậm rãi nói tiên thiên bát quái đồ là ý tưởng của các bậc hiền triết. Chắc chắn vẫn có thiếu sót. Nhưng nếu chủ nhân có thể lĩnh ngộ được điểm kỳ ảo bát quái trên mai rùa thì tôi nghĩ có thể thử xem. Cửu cung thiên cơ đồ và tiên thiên bát quái đồ hỗ trợ lẫn nhau rất mạnh, nếu tu luyện thêm tiên thiên bát quái đồ, thì có thể nâng cao uy lực cửu thiên cơ đồ lên gấp 10 lần.
Đồng thời, uy lực của tiên thiên bát quái đồ cũng có thể nâng cao gấp 10 lần. Đây là chưa tính đến thất tinh trảm đạo đồ hỗ trợ. Nói đến đây, Phương Lập chợt dùng mình, từ xưa đến nay, chưa có ai có thể đồng thời tu luyện cả cửu cung lẫn bát quái. Mèo đen, không sai. Cửu cung bát quái huyền diệu vô cùng, nghe đồn chỉ có thánh hoàng và cổ thần mới có tư cách lĩnh ngộ. Phương Lập, nhưng nếu tu vi đạt đến thánh hoàng cảnh thì cửu cung bát quái cũng không giúp gì được nhiều. Mèo đen, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ trước lúc đó thì thân thể và tinh thần người tu luyện sẽ có sự thay đổi. Ngô Bình, hơn một tháng nữa, tôi phải đến vạn kiếm tiên giới tranh giành vương tỏa kiếm đạo rồi, nếu không nâng cao thực lực thì tôi không chắc chắn sẽ đánh bại được cậu Linh Hư, là chuyển thế của Tả Lăng Hư. Mèo đen, cậu Ngô không cần do dự, chỉ cần làm thử, nếu gặp nguy hiểm tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Thanh Nghiêu cũng xuất hiện lúc này, nói còn có tôi nữa. Vì vậy cậu Ngô không cần lo lắng, dùng hết sức ứng phó là được. Một khi thành công, tôi không dám nói cậu Ngô có thể trở thành thánh cổ đứng đầu, nhưng trong ba vị trí đầu tiên thì vẫn có cơ hội. Ngô Bình cười nói, vậy cứ thử xem. Sau đó, Ngô Bình lấy mai rùa ra, thử vận dụng chân phù cửu cung thiên cơ, tìm hiểu bí ẩn của bát quái. Ngay khi cậu chuẩn bị nghiên cứu thì trong đầu bỗng xuất hiện một lượng lớn thông tin về bát quái, thậm chí còn có nhiều thứ hơn. Sau đó, cửu cung thiên cơ của Ngô Bình bắt đầu vận chuyển, cậu cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi, Ngô Bình bế quan khổ luyện, chớp mắt đã được nửa tháng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hôm nay, cậu bỗng mở bừng mắt, mai rùa để trên đầu gối bỗng nổ tung, một ấn ký bát quái phát sáng bay ra, xuyên thẳng vào giữa trán cậu. Sau đó, cậu bắt đầu định vị bá đại bí khiếu dựa theo tiên thiên bát quái đồ. Bát đại bí khiếu này bao gồm 5 bí khiếu trọng âm, 3 bí khiếu chuyên thừa. Trong đó, một bí khiếu trọng tâm và bí khiếu trọng tâm của thất tinh trảm đạo đồ chung với nhau, 2 bí khiếu trọng tâm chung với cửu cung thiên cơ đồ, trong 3 bí khiếu chuyên thừa thì có một bí cùng chung với cửu cung thiên cơ đồ. Vì vậy, sau đó Ngô Bình lại đả thông thêm 2 bí khiếu trọng tâm và 2 bí khiếu chuyên thừa, có đủ 8 loại bí khiếu. Ngô Bình đã có kinh nghiệm đả thông bí khiếu, hơn nữa cửu cung thiên cơ đồ và thất tinh trảm đạo rõ ràng đã giảm bớt độ khó mở bí khiếu. Vì thế, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cậu đã bắt đầu mở được 4 bí khiếu. Khi toàn bộ 8 loại bí khiếu của tiên thiên bát quái đồ được mở ra, tiếng sấm kỳ lạ bỗng vang vọng sâu trong linh hồn Ngô Bình. Sau đó, quay người cậu phát sáng, sau lưng xuất hiện một hình vẽ vô cùng phức tạp, đó là do cửu cung đồ và tiên thiên bát quái tổ hợp tạo thành. Tạo ra thần quan đủ màu, chiếu sáng khắp đất trời. Thế nhưng, vầng sáng này chỉ lóe sáng chốc lát, sau đó đã bị Ngô Bình thu về. Lúc này, 8 loại bí lực dao động trong tiên thiên bát quái đồ, tiếng động vang vọng, mở ra một pháp. Khiếu, pháp khiếu tiên thiên bát quái. Trong pháp khiếu, địa hỏa phong thủy, 4 luồng khí quay cuồng, lại thuận lợi mở ra thần cung thứ 3. Đây là vì Ngô Bình đã có được thần cung thứ nhất và thứ 2. Tương đương với tầng 1 và tầng 2 của một tòa lầu, có nền tảng bên dưới rồi thì việc xây dựng tầng thứ 3 cũng không khó khăn gì. Lại trôi qua một ngày, thần cung thứ 3 mở ra. Lúc này, Ngô Bình cầm món đồ kỳ lạ 2 màu đen đỏ kia, đặt vào bên trong, dùng cho thần cung. Vật cấm kỳ này có năng lực nghịch chuyển thời quang. Tiên thiên bát quái đồ và cửu cung thiên cơ đồ hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh của thất tinh trảm đạo đồ, cửu dương hóa cấm đồ cũng có tác dụng trong đó. Nhưng sức mạnh này khiến cậu có thể nhanh chóng luyện hóa được năng lực nghịch chuyển thời quang, luyện thành một lá bùa thời quang. Lá bùa vừa xuất hiện, Ngô Bình thuận thế ngưng tụ được bí thai. Mấy loại bùa cấm kỵ, mỗi loại đều có điểm đặc biệt, giúp cậu đồng thời nắm giữ được những bí ẩn không gian lẫn thời gian, mà khi thời gian và không gian kết hợp, thì chính là thời không. Nhưng, đã gần đến thời điểm vương tỏa kiếm đạo, xuất hiện. Sau khi đã thích ứng dần với những thay đổi từ thân thể thì cậu lập tức xuất quan. Dặn dò chuyện trong nhà, cậu để lại Tiểu Tuấn và Phương Lập trông nhà, chỉ dẫn theo mèo đen quay về Thái Hoàng giáo. Gặp được 3 vị sư tôn, Thẩm Huyền Tông cười nói, con mà không quay lại nữa, vi sư cũng phải đến thế tục tìm con gì. Ngô Bình nói, đệ tử bế quan tu luyện, trễ nãi mấy ngày. Nếu con nhớ không nhầm thì vương tỏa kiếm đạo, đã sắp xuất hiện rồi đúng chứ? Sao ừ, ngày kia vương tọa xuất hiện, con chuẩn bị đi, lát nữa vi sư đưa con đến vạn kiếm tiên giới. Ngô Bình chớp mắt,
hỏi, sư phụ, đến sớm vậy sao? La Vô Phi, ba chúng ta bị thương nặng vào năm đó, phải rời khỏi vạn kiếm tiên giới, căn cơ tông môn chúng a cũng bị kẻ địch phá hủy. Bây giờ tu vi con cũng không yếu, tu vi chúng ta cũng đã khôi phục được 8-9 phần, đến lúc quay về rồi. Ngô Bình, sư phụ muốn mở lại sơn môn sao? La Vô Phi gật đầu, năm đó, ba người chúng ta tâm đầu ý hợp, kết hợp truyền thừa của nhau, thành lập Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông phát triển rất mạnh, tu vi ba chúng a cũng tăng mạnh, trở thành kiếm tôn, nhưng ngay lúc đó, vô thượng kiếm khúc xuất hiện, ba chúng ta tuy dùng kế đoạt lấy kiếm khúc, nhưng cũng bị thương không chữa trị được, chỉ đành thoát trốn khỏi gạch dưới vạn kiếm tiên giới, ẩn nấp ở Thái Hoàng giáo sống tạm qua ngày. Âu Dương Thiên Tê, bây giờ chúng ta dựa vào vô thượng kiếm khúc, cùng với những gì con lĩnh ngộ được, có thể liên thủ đánh ra đòn chí mạng. Chúng ta liên thủ tấn công cũng đủ để uy hiếp được bất kỳ cao thủ đỉnh cao nào ở vạn kiếm tiên giới. Ngô Bình, muốn đi tìm kẻ thù sao? Âu Dương Thiên Tế cười nói, mấy tháng trước, kiếm bảng đổi chủ, con chưa thể tham gia. Nhưng không sao, người trên kiếm bảng có thể bị thách đấu, hơn nữa chỉ cần thách đấu thành công thì con có thể giành được vị trí của đối phương. Ngô Bình, thách đấu với ai cũng được sao? Thẩm Huyền Tông, thách đấu thì phải trả giá, con phải bỏ ra một món bảo bối. Nếu con thua, không chỉ mất mạng, mà bảo bối kia cũng là của người ta. Ngô Bình xoa mũi, vậy thì không sao, dù sao con cũng sẽ không thua. Ba vị sư tôn cười ha ha, Thẩm Huyền Tông nói, đồ nhi, trong số 10 người đứng đầu kiếm bảng có 3 người là đời sau hoặc đệ tử của kẻ thù của ba sư phụ, con phải chiến đấu với từng người một. La Vô Phi, người con phải chiến đấu đầu tiên là Từ Luyện Chân, người đứng thứ 5 trên kiếm bảng, bố của cậu ta là Từ Bằng Công, là gia chủ của nhà họ Từ. Người thứ 2 là Triệu Nhạc, là đệ tử cưng của Nam Vọng Kiếm Tôn, được nhận toàn bộ kiếm pháp chân truyền của Nam Vọng. Người thứ 3 là Nam Cung Tường, là đệ tử được coi trọng nhất của Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Đối đầu với ba người này thì con không được nhân từ, vì mệnh lệnh mà họ nhận được là dùng hết mọi cách để giết chết con. Con không giết họ thì họ cũng sẽ giết con. Ngô Bình gật đầu, đệ tử đã hiểu, sư phụ, năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Những người này đều có tham gia sao? Âu Dương Thiên Tế, giờ cũng là lúc nói cho con biết rồi. Năm xưa, khi ba người chúng ta phát hiện ra tung tích của vô thượng kiếm phổ thì đã bố trí đại trận xung quanh, sống trong kết giới rồi tuyên bố với thế giới rằng phải lĩnh hội một môn kiếm pháp để che giấu những người bên ngoài. Nửa năm sau, mỗi người chúng ta đã học được một phần trong vô thượng kiếm phổ và đã quay về tông môn. Nhưng không biết tại sao, bên ngoài lại biết chuyện của vô thượng kiếm phổ, Từ Bằng Công, Nam Vọng Kiếm Tôn và Bắc Đẩu Kiếm Tôn đã cầm đầu, dẫn theo hơn 100 tu sĩ đến tận cửa, yêu cầu chúng ta giao vô thượng kiếm phổ ra. Đương nhiên chúng ta không thừa nhận có vô thượng kiếm phổ, nhưng họ không hề tin. Hai bên không kiềm chế được nữa. Nam Vọng Kiếm Tôn đã ra tay trước và một cuộc chiến ác liệt đã nổ ra giữa hai bên. Đối phương có quá nhiều cao thủ, mặc dù mỗi người trong chúng ta đều có một bộ vô thượng kiếm phổ, giết chết được không ít, nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương. Tất cả đệ tử của Thiên Nguyên Tông cũng bị bọn họ giết sạch, sự nghiệp gầy dựng bao năm cũng bị hủy trong chớp mắt. Trong thời khắc nguy hiểm, chúng ta nói sẽ dùng đến chiêu nguy hiểm nhất của vô thượng kiếm phổ, cùng chết với tất cả những người có mặt ở đó. Đám người đó sợ hãi. Tạm thời rút khỏi, chúng ta mới dùng hết sức thi triển kiếm đột, rời khỏi Thiên Nguyên Tông, đến chân Hoàng Tiên Giới để lánh nạn. Âu Dương Thiên Tế, thế là trốn mất bao năm nay, trong thời gian đó, chúng ta có gặp sư tổ của Thái Hoàng Giáo, tư chất của người đó rất tốt, cũng rất tôn trọng chúng ta. Thế nên chúng ta đã giúp ông ta lập nên Thái Hoàng Giáo. Để đền đáp, ông ta đã hứa xây dựng kiếm các và để chúng ta chấn giữ, kiếm các có thể chọn đệ tử xuất sắc từ Thái Hoàng Giáo bất cứ lúc nào. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có điều kiện để gây dựng lại Thiên Nguyên Tông. La Nguyên Phi, chỉ là trước đây chúng ta bị thương nặng, thực lực chẳng còn được bao nhiêu, vì vậy luôn rất khép mình. May mà ông trời thương xót, để chúng ta gặp, được con, nếu không thì không bao lâu nữa chúng ta đều sẽ về với đất hết. Ngô Bình, các sư phụ Hồng Phúc Tề Thiên, dù không có đệ tử thì cũng sẽ gặp Hung Hóa Cát. Thẩm Huyền Tông cười, nói, dù có thế nào thì tất cả đều nhờ có con. Sau khi thách đấu với cao thủ trên kiếm bảng, con hãy đến kiếm đường Chí Tôn, sau đó giành lấy vương tọa kiếm đạo. Chỉ cần con lấy được vương tọa kiếm đạo thì chúng ta sẽ có thể tập hợp người quen năm xưa, xây dựng lại đệ nhất kiếm tông. Mắt Ngô Bình sáng lên, đệ nhất kiếm tông, cái tên khét thật.
Còn có được phương tòa kiếm đạo thì sẽ là đệ nhất phương đạo, chúng ta xứng đáng với cái tên đó. Ngô Bình gật đầu, được, con nghe hết theo sự sắp đặt của các sư phụ. Thẩm Huyền Tông, con lấy được phương tòa kiếm đạo thì hãy bế quan tu luyện một thời gian, tiếp tục nâng cao tu vi trước đã. Mặc dù thực lực của con mạnh nhưng dù sao thì cảnh giới cũng thấp, cần phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thần thông, luyện hóa vương tọa kiếm đạo đến mức sâu hơn. La Vô Phi, không sai, đến khi con tu luyện đến cảnh giới thần anh thì dù gặp phải kiếm đạo chí tôn cũng có thể đánh được. Nhắc đến bế quan, Ngô Bình nghĩ đến Đại Lục Thánh Cổ, nhất định cậu phải đến đó một chuyến, mượn tài nguyên ở đó để nâng cao thực lực. Cậu hiểu chuyện ba sư phụ đang lo lắng. Một khi cậu có được vương tỏa kiếm đạo thì sẽ có rất nhiều người để ý đến cậu, cậu sẽ ở trong trạng thái nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu cậu không có sức mạnh để tự bảo vệ mình thì rất có khả năng sẽ không giữ được vương tỏa kiếm đạo. Ngô Bình nghĩ thông thì nói, vâng, đến lúc đó con sẽ đến một nơi an toàn, đợi khi thực lực đủ mạnh thì mới quay lại. Ngô Bình đi gặp Diệp Ngưng Băng và một số người quen, nói vài câu rồi cùng ba vị sư phụ đến Vạn Kiếm Tiên Giới. Ngô Bình lần đầu đến Vạn Kiếm Tiên Giới, môi trường ở đây rất khác với những tiên giới khác, trời đất tràn ngập kiếm khí và kiếm ý, thậm chí linh khí ở đây cũng sắc bén như thể kiếm khí. Ngô Bình vừa vào tiên giới Vạn Kiếm thì liền cảm thấy Bạch Hổ Tiên Kiếm và Thất Tinh Long Uyên mà cậu gạch dưới mang theo bên người, thậm chí đến cả Nhu Thủy Kiếm trong thần hồn của cậu cũng trở nên năng động, dường như chúng đều được một loại sức mạnh nào đó tiếp thêm sức sống. Bốn người cùng đáp xuống một ngọn núi cao. Đỉnh núi có một căn nhà đổ nát. Thẩm Huyền Tông đến trước căn nhà sập sệ, bình thản nói, lúc ta vừa mới tu hành đã sống ở đây một thời gian, kỳ ngộ đầu tiên xuất hiện trong một sơn động cách chỗ này không xa. La Vô Phi cười, nói, năm xưa ông mới có chút tuổi mà đã trở thành thiên kiêu của tiên giới Vạn Kiếm khiến biết bao nữ tu phải mê mệt. Thẩm Huyền Tông phất tay, đã là chuyện lâu lắm rồi. Ông ta bỗng hỏi Ngô Bình, Đồ Nhi, có phải con đã cảm nhận được tiên giới Vạn Kiếm không giống với bên ngoài rồi không? Ngô Bình gật đầu, môi trường ở đây có mức độ cường hóa rất với kiếm tu. Nếu con thi triển kiếm đạo thì uy lực sẽ mạnh hơn ít nhất 3 lần so với bên ngoài. Thẩm Huyền Tông gật đầu, không sai. Tiên giới Vạn Kiếm là thế giới được Đại Tiên Tôn Vạn Kiếm tạo ra, mỗi cành cây ngọn cỏ cùng vô số sinh linh ở đây đều đắm mình trong kiếm ý, vì vậy rất dễ sinh ra thiên tài kiếm đạo. Âu Dương Thiên Tế, tu luyện kiếm đạo ở đây thì đã nắm được một nửa thành công rồi. Chúng ta hộ pháp cho con hãy ở đây lĩnh ngộ vô thượng kiếm phổ, xem thử có thể tiến thêm bước nữa không. Ông ta nói xong thì phất tay áo, tường vách đổ nát liền khôi phục lành lặn trở lại, một căn nhà liền xuất hiện trước mặt họ, như thể vừa mới được xây. Mấy người họ vào trong nhà, ba vị sư phụ ngồi thiền ở ba căn phòng khác nhau còn Ngô Bình thì ở lại trong sảnh. Trước đó cậu đã lĩnh ngộ được kiếm phổ vô thương, có được kiếm khí vô thượng nhưng dù sao thì chỉ mới là sơ kỳ, trong kiếm phổ có rất nhiều chiêu đáng gờm, tuyệt kỹ giết người mà cậu vẫn chưa chính thức luyện tập. Lúc này cậu có một suy nghĩ, đó là hợp nhất vô thượng kiếm phổ và trảm đạo thập tam kiếm mà cậu u luyện với nhau. Có điều cậu đã hợp nhất cửu trùng sơn trước vì hiện tại nó đã được luyện đến thất kiếm trùng sơn rồi. Nhưng kiểu hợp nhất này là hợp nhất bằng sức mạnh, không phải kỹ thuật kiếm đạo. Ngô Bình nghĩ đến việc tìm kiếm một loại kỹ thuật kiếm đạo trong vô thượng kiếm phổ để kết hợp với kiếm trùng sơn, vậy thì nhất định uy lực sẽ mạnh hơn một bậc. Cậu nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu kiếm kỹ trong vô thượng kiếm phổ, tuyệt thế nhất kiếm. Tuyệt thế nhất kiếm này chỉ có một chiêu, thành bại chỉ nhằm trong một chiêu đó thôi. Muốn luyện tuyệt thế nhất kiếm thì trước tiên phải luyện 64 động tác căn bản, sau đó mới kết hợp những động tác này lại thành mộ gờ tác. Chỗ khó của tuyệt thế nhất kiếm nằm ở chỗ phải hợp nhất 64 động tác lại với nhau, điều này đòi hỏi phải có ngộ tính cao, cũng như cơ thể phải đủ khả năng chịu đựng. Trong huyền thiên mộng cảnh, Ngô Bình khổ luyện 64 động tác hết 10 năm và không ngừng tính toán. Nửa tiếng sau, cậu đột ngột mở mắt và bất ngờ xuất hiện trong sân, cầm tiên kiếm bạch hổ và chĩa lên trời cao. Một kiếm này dùng hết sức mình, cả người cậu và kiếm bỗng nhiên biến mất, như thể cậu không tồn tại giữa đất trời này vậy. Nhưng ngay sau đó, một luồng kiếm quang tuyệt thế xuất hiện giữa không trung như ánh mặt trời xé tan màn đêm, chói mắt rực rỡ. Ngô Bình rất hài lòng với biểu hiện của mình, bèn nói, tuyệt thế nhất kiếm đã luyện thành công rồi, tiếp tới mình phải dung hợp với bát kiếm trọng sơn. Tuyệt thế nhất kiếm chỉ là một loại kiếm kỹ, lục kiếm trọng sơn lại là lực sát thương bộc phát từ một kiếm đó,
hai bên nếu kết hợp thì một kiếm này của Ngô Bình chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Mới đầu, Ngô Bình chỉ sử dụng tam kiếm trọng sơn, nhưng dù vậy thì độ khó cũng rất cao rồi. Khi cậu biến mất, luồng kiếm quang kia xuất hiện, cậu cảm nhận được lực phản công tấn công thẳng vào tim mạch, cậu thét lớn một tiếng, phun ra máu bay ngược về sau. Sức mạnh cuồng bạo khiến máu cậu tuôn ra ở từng lỗ chân lông, cả người nhuộm đỏ máu. Mấy người Thẩm Huyền Tông chỉ đưa mắt nhìn, cũng không đến hỏi mà tiếp tục nhắm mắt ngồi đó. Ngô Bình nuốt mấy viên đan dược, lầm bầm nói, như vậy không được rồi, thân thể mình căn bản không chịu đựng nổi năng lượng mạnh như vậy. Đây mới chỉ là tam kiếm trọng sơn, nếu là lục kiếm trọng sơn thì mình đã nổ tung mà chết rồi. Cậu đang sầu lo suy nghĩ có nên từ bỏ không thì trong đầu bỗng xuất hiện một vài ký ức và lĩnh ngộ. Những lĩnh ngộ này có liên quan đến thân áo, ngoài ra còn có một vài truyền thừa từ đạo tôn Nguyên Thủy. Thân áo, thú vị đấy, hai mắt Ngô Bình phát sáng, lại tiến vào trong huyền thiên mộng cảnh. Trong mộng cảnh, dựa theo trí nhớ, trước mặt cậu xuất hiện 360 hình ảnh, mỗi bức hình đều đang thực hiện một động tác. Hiện tại chuyện Ngô Bình phải làm là kết hợp thân áo, tu luyện những động tác này, dựa vào thân thể cường tráng này. Chỉ cần thân xác đủ mạnh thì cậu có tu luyện đến lục kiếm trọng sơn cũng sẽ rất dễ dàng. Cậu giống như đã tu luyện qua tất cả mọi thứ này, quá trình tu hành cũng rất thuận lợi. Một lúc sau, cậu ở trong sân đã luyện tập xong 360 động tác, một mạch lưu loát. Cùng lúc đó, bí anh trong hai thần cung của cậu cũng mô phỏng theo hình vẽ, đồng bộ làm theo các động tác. Động tác của bí anh rất chậm, nhưng mỗi lần làm xong một động tác thì giữa đất trời lại xuất hiện một sức mạnh kỳ lạ tiến vào thân thể Ngô Bình. Những sức mạnh này không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một lốc xoáy sức mạnh, mà trong trung âm lốc xoáy tựa như mở ra một cửa sổ nhỏ, cậu có thể thông qua cửa sổ nhỏ này để quan sát nguồn gốc vũ trụ, từ đó hiểu được chân tướng của vũ trụ. Lúc này, sức mạnh kỳ diệu không ngừng tuôn ra từ bên trong cửa sổ nhỏ, cũng rèn luyện thân thể cậu. Cứ như vậy, hai bí anh của Ngô Bình và thân thể của cậu liên tục lặp lại những động tác này, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thân hình mơ hồ như một vầng sáng. Trong quá trình này, thể chất cậu càng lúc càng mạnh, càng lúc càng trưởng thành, sau 3 canh giờ cũng đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Cậu dừng việc tu luyện, giơ tay phải lên thì thấy một luồng sáng chạy dọc trên da mình, đây là hiện tượng tạo ra do thể lực hình thành sau khi thể chất trở nên mạnh mẽ cực hạn. Cho dù là bất kỳ sức mạnh nào, khi đã mạnh đến một trình độ nhất định thì sẽ tạo ra sự thay đổi về chất, thể lực cũng như vậy. Cậu bỗng đánh ra một quyền, tiếng động vang dội, không gian bị phá vỡ, thời không xung quanh nắm đấm biến hình vặn vẹo. Bây giờ có lẽ có thể tu luyện được lục kiếm trọng sơn rồi nhỉ. Lúc này, cậu nhảy lên không, người biến mất khỏi âm mắt của ba vị sư tôn. Thật ra ba vị sư tôn đều đang quan sát đồ đệ của mình, khi Ngô Bình biến mất khỏi tầm mắt mình thì ba người cùng lúc đứng dậy. Thẩm Huyền Tông nói, lần này có lẽ có thể thành công rồi đúng không? La Vô Phi, chắc chắn thành công. Âu Dương Thiên Tế, một kiếm vừa nãy, ngay cả tôi cũng phải tê dại cả da đầu. Kiếm sau này của thằng bé, chỉ sợ rằng ngay cả tu sĩ đạo cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh thôi nhỉ. Thẩm Huyền Tông, kiếm đạo chính là đại đạo, có uy lực như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là chiêu thức kiếm càng mạnh, thì yêu cầu sức chịu đựng của thân thể lại càng cao. Ngay lúc này, một luồng kiếm quang sáng rực bỗng xuất hiện, chớp lóe trên bầu trời. Sau đó, trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện một vết kiếm màu đen dài chục nghìn mét. Vết kiếm này kéo dài mãi không mất, đó là do kiếm khí kinh khủng chém vào. Thời không tạo thành, ba người Thẩm Huyền Tông có thể cảm nhận được trong vết kiếm đen đó có vô số hơi thở đáng sợ, khiến bọn họ cũng chấn động. Tên nhóc này, bí mật trên người không ít đâu, Thẩm Huyền Tông cười nói. Lại càng hài lòng với đồ đệ này của mình. Âu Dương Thiên Tế, ban đầu chẳng phải chúng ta cũng có rất nhiều bí mật như vậy sao? Không cần hỏi, chỉ cần có lợi cho thằng bé là được. Một kiếm này đánh ra, Ngô Bình bỗng xuất hiện trên mặt đất, sắc mặt cậu trắng nhợt. Tuy thể chất trở nên mạnh hơn, nhưng uy lực kiếm vừa rồi đã vượt xa năng lượng mạnh nhất mà cấp bậc của cậu có thể điều khiển. Vì vậy, cậu lúc này cho dù là thân thể hay là linh hồn, thì đều ở trạng thái tê. Qua chừng một khắc đồng hồ, cậu mới khôi phục lại khả năng tư duy, lẩm bẩm nói, xem ra kiếm tuyệt thế của lục kiếm trọng sơn quá nghịch thiên rồi, sau này vẫn nên sử dụng ngũ kiếm trọng sơn có vẻ ổn hơn. Lúc này, ba người Thẩm Huyền Tông đi vào sân viện, vẻ mặt đều khẽ cười. Đồ nhi, tuyệt
Tuyệt thế nhất kiếm này của con so với nguyên bản còn lợi hại hơn nhiều, có phải đã dung nhập, chảm đạo thập tam kiếm mà con tu luyện lúc trước vào rồi không? Ngô Bình gật đầu, ngoài chảm đạo thập tam kiếm, còn có cả cửu trọng kiếm. Nói rồi cậu giải thích một lượt hiệu quả của cửu trọng kiếm. Ba người nghe xong thì đều hoảng sợ, nhưng thân là sư tôn, vẫn phải thể hiện bình tĩnh một chút, Thẩm Huyền Tông gật đầu, cũng không tệ, chỉ là con điều khiển vẫn chưa thành thục, phải luyện tập thêm. Ngô Bình lập tức nói, vâng, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng tập luyện. Âu Dương Thiên Tế cười nói, nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta đi đến chỗ kiếm bảng, công bố danh sách công khai. Công bố danh sách chính là loại bỏ giấy vàng có ghi tên ai đó bị loại trên kiếm bảng. Tên người bị loại bỏ tượng trưng cho người bị thách đấu. Người bị thách đấu nhất định phải đến kiếm đài chấp nhận thách đấu trong vòng nửa ngày. Người thách đấu không thể đến tay không, mà phải bỏ ra một thứ quý giá, nếu thua thì mạng và món đồ quý. Giá đều mất tất. Để nâng cao khả năng chiến thắng, tối đó Ngô Bình tiếp tục tu luyện trúc cơ tầng 4. Bước đầu tiên của trúc cơ tầng 4 chính là thức tỉnh. Thức tỉnh là phải đánh thức hạt giống cấm kỵ của nhân tộc. Một khi đánh thức được hạt giống cấm kỵ thì sau này nó có thể nảy mầm, phát triển thành một loại cấm kỵ nào đó. Chỉ là, thức tỉnh rất khó. Theo như tin tức của Mèo, Đen và Phương Lập với cả Mộc Băng Thiền, thì ở Thánh Cổ Đại Lục, trong mấy chục nghìn tu sĩ trúc cơ tầng 3 mới có thể có được một người thức tỉnh. Hơn nữa giữa những người thức tỉnh với nhau cũng có khác biệt rất lớn, có người thức tỉnh được hạt giống chết thì không thể nảy mầm được, sau này vĩnh viễn cũng chỉ là một hạt giống. Người có giống chết chiếm rất nhiều, trong 1.000 người thì có đến 999 người đều có giống chết. Đối lập với giống chết được gọi là giống sống. Giống sống trong tương lai có thể nảy mầm, phát triển trưởng thành, trong tất cả những người thức tỉnh, tỷ lệ thức tỉnh được giống sống chỉ được 1/1.000. Tu sĩ thức tỉnh được giống sống, hạt giống vẫn có phân chia cao thấp. Trong đó, cấp thấp nhất vừa nhỏ vừa tầm thường, lớn chừng hạt vừng, gọi là giống thấp, nếu có thể có được giống lớn chừng hạt đậu. Vẻ ngoài sáng bóng, có ký hiệu phức tạp, thì gọi là giống cao. Trên giống cao, nếu hạt giống lớn chừng hạt lạc, bề mặt có ký hiệu phức tạp, còn có ánh sáng kỳ lạ, thì gọi là giống đế. Đương nhiên, trên giống đế, còn có giống thần và giống thánh. Chỉ là từ xưa đến nay, chưa có thiên kiêu nào có được giống thần hoặc giống đế cả, ngay cả giống đế thì từ xưa đến nay cũng chỉ có 3 trường hợp mà thôi. Việc thức tỉnh có liên quan chặt chẽ đến số lượng và chất lượng của đạo mạch trong thân thể, đạo mạch càng nhiều, phẩm chất đạo mạch càng cao thì hạt giống thức tỉnh cũng càng cao minh. Ngô Bình có được 2 thánh mạch, 10 huyền mạch, tổng cộng 12 đạo mạch, chừng đó cũng đủ làm nền tảng vững chắc để cậu thức tỉnh hạt giống. Trong thư Mộc Băng Thiền viết cho cậu, còn có một đoạn pháp môn nâng cao phẩm chất hạt giống cấm kỵ, lúc này Ngô Bình bắt đầu sử dụng Tam Vạn Song Quỷ. Thủ Niết Quyết, tự cậu chắp tay niệm chú. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã tiến vào một dạng trạng thái kỳ lạ, thể xác và tinh thần trống rỗng. Không biết qua bao lâu, có lẽ cũng chỉ có mấy giây, hoặc đến mấy canh giờ, 2 thánh mạch trong người cậu cùng chấn động. Sau đó vang lên tiếng động vang vọng, trong đầu Ngô Bình mở ra một không gian huyền ảo, không gian này còn có đạo mạch khách, như có như không, như thực như giả. Khi không gian này vừa mới mở ra, bên trong trống rỗng. Ý thức Ngô Bình chìm sâu bên trong. Cảm thấy có chút chán trường, lập tức đưa huyền thiên mộng cảnh rời vào trong, kết hợp với huyền không đại đạo, sắp đặt trăm sông nghìn núi, vô số toàn nhà ngọc ngà bên trong. Khi tất thảy mọi thứ đã xuất hiện, cửu liên đài và thiên mệnh tháp đồng thời tỏa ra một vầng sáng, một luồng sáng phóng lên trên, một luồng sáng phóng xuống dưới. Hai luồng sáng này va chạm, tạo thành một luồng sức mạnh vô cùng huyền diệu lan tỏa bên trong thân thể và linh hồn Ngô Bình. Mỗi một đợt chuyển động, tiềm lực của Ngô Bình đều được kích phát một phần. Sau khi liên tục chuyển động chừng 30.000 lần, Ngô Bình cảm nhận được luồng sức mạnh nguyên thủy này xuất hiện ngay trong trọng tâm thân thể mình. Sức mạnh này vừa xuất hiện, mấy loại sức mạnh tỏa chấn trong thiên mệnh tháp, thánh hoàng hư ảnh, già thiên thần đinh, hồng nguyệt, lần lượt đều bị hấp thụ, dung hợp cùng với luồng sức mạnh này. Không gian đất trời rung chuyển, một thiên cung khổng lồ xuất hiện chắn ngang trời, sâu trong thiên cung. Lồng sức mạnh kia đang ngưng tụ thành một vầng sáng. Sau đó, mấy loại sức mạnh cấm kỵ mà Ngô Bình chấn tọa, sức mạnh thái cổ ma điệp, cùng với hai bí anh, thất tỉnh trảm đạo đồ, cửu cung thiên cơ đồ, tiên thiên bát quái đồ, cửu dương hóa cấm đồ, mấy loại bí lực siêu cấp này lần lượt hóa thành tuyến năng lượng, bay vào thiên cung.
nhưng tuyến năng lượng này có những màu sắc khác nhau riêng biệt, bọn chúng ngưng tụ, tạo thành một cái kén sáng khổng lồ, vây giữ sức mạnh của Ngô Bình ở bên trong. Sau khi các năng lượng dồn nén lại, kén sáng dần dần được tạo thành. Kén sáng này lớn khoảng chừng trái bí, bên ngoài có nhiều màu sắc, hàng tỷ phù văn ra ra vào vào, hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong. Sau khi kén sáng được hình thành, Ngô Bình ngây ngốc nhìn thứ này, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là hạt giống cấm kỵ sao? Lúc này, âm thanh của mèo đen lại vang lên trong đầu cậu, chúc mừng cậu Ngô, đã thức tỉnh thành công. Cậu không cần gấp gáp, hạt giống cấm kỵ của nhân tộc đang được thai nghén. Tôi thấy hình dạng kén này thì hạt giống cấm kỵ của công tử chắc chắn là loại trước nay chưa từng có. Ngô Bình hỏi, hạt giống cần mất bao lâu để hình thành? Không quá lâu, có lẽ phải mất 3 đến 5 ngày, cậu cứ an tâm chờ đợi. Ngô Bình lập tức ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ những gì mà thân thể và linh hồn đã thay đổi. Vừa cảm nhận thì cậu phát hiện bản thân đã thoát thai hoán cốt, nâng cao rất nhiều. Hay lắm, cậu vui mừng trong lòng, lập tức bắt đầu tu luyện kiếp thứ 10 của Trảm Đạo Thập Tam Kiếm, Thiên Khiên Chỉ Kiếm. Ngô Bình phát triển vượt bậc, kiếm thứ 10 này chỉ mất mấy canh giờ đã tu luyện thành công rồi. Đây là một thanh kiếm màu xanh xám khổng lồ, bên trên có sức mạnh thiên khiên, chém ra một kiếm, trời chu đất diệt. Luyện xong kiếm thứ 10, cậu phát hiện đã là buổi dưa ngày hôm sau rồi. Mấy người Thẩm Huyền Tông cũng không làm phiền Ngô Bình, thấy cậu lại luyện thành công thêm một kiếm thì cười nói, bây giờ đến công bố danh sách cũng không muộn, chúng ta xuất phát thôi. Trong một khu sa mạc phía tây ở Vạn Kiếm Tiên Giới, có một ngọn núi sắt khổng lồ. Ngọn núi này cao 1000 trượng, rộng 300 trượng. Vốn dĩ núi sắt là một khối thiên thạch ngoài vũ trụ, rất cứng, bảo đao cũng khó chém vỡ. Sau này, có người dùng một kiếm chém nứt nửa ngọn núi, tạo thành một tấm biển sắt. Trên tấm biển sắt đó dùng giấy vàng ghi tên 100 người, được gọi là kiếm bảng. Từ khi kiếm bảng được tạo ra đến nay, phàm là người có mặt trong kiếm bảng thì đều trở thành thiên kiêu đương thời, không hề có ngoại lệ, có vài người thậm chí còn trở thành truyền kỳ của Vạn Kiếm Tiên Giới. Xung quanh kiếm bảng tuy là sa mạc, nhưng người ở đây cũng không ít. Bởi vì có sự tồn tại của kiếm bảng nên xung quanh cũng tạo ra một thành phố trong sa mạc, là Vạn Kiếm Thành. Trong Vạn Kiếm Thành, có thể nhìn thấy rõ thay đổi trên kiếm bảng, vì vậy lượng khách đến đây rất lớn, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ đến đây, chỉ để xem kiếm bảng. Thậm chí, có vài người còn vì kiếm bảng nên mới đến đây. Trong Vạn Kiếm Thành, có xây dựng một đài cao đến 100 mét, đứng trên đài cao nhìn ra xa có thể thấy rõ kiếm bảng cao đến 1000 trượng kia. Đài này được gọi là vọng kiếm đài. Diện tích vọng kiếm đài rất lớn, lúc này đang có hơn 1000 người ở đây, có người đi xuống cũng có người đi lên. Ngay lúc này, một luồng sáng giáng xuống, xuất hiện 4 người, chính là nhóm người Ngô Bình. Mọi người thấy cũng không có gì ngạc nhiên, cách đây không lâu cũng có không ít người ở đó đã bàn tán về chuyện tranh giành vị trí trên kiếm bảng. 10 người đứng đầu kiếm bảng đều là thiên kiêu tuyệt thế. Sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không thể có ai ra mặt thách đấu rồi. Đúng vậy, người có tư cách thách đấu thì đã ra tay từ sớm rồi. Nhưng mà, 50 người sau trên kiếm bảng, thì lại rất náo nhiệt đấy, mỗi năm đều xuất hiện mấy lần thách đấu. Chậc, nếu có người thách đấu 5 người đứng đầu thì hay rồi, chúng ta cũng không uổng phí chuyến này. Ngô Bình khẽ gật đầu với 3 vị sư tôn, sau đó hóa thành một lồng sáng, trực tiếp đi đến trước kiếm bảng. Vươn tay gỡ tên 3 người trên kiếm bảng xuống. 3 người này, lần lượt là Từ Luyện Chân đứng thứ 5, Siêu Nhạc đứng thứ 3, Nam Cung Tường đứng đầu. Mọi người từ xa thấy được cảnh này thì đều ngây ngốc. Không phải tôi hoa mắt đấy chứ, có người gỡ bảng rồi, mà lại còn là vị trí đầu tiên, vị trí thứ 3, với vị trí thứ 5. Ôi, có người như hít phải khí lạnh. 3 cái tên này, xé ai cũng đều là tự tìm đến cái chết. Anh ta lại đồng thời gỡ cả 3, người này không phải điên rồi chứ? Điên, anh để tên điên đi xé tên thử xem L. Có người hiểu biết sáng mắt nói, nhìn chằm chằm Ngô Bình trước. Kiếm bảng, nói tên trên kiếm bảng đều là tên do đích thân chủ nhân viết ra, những cái tên đều mang theo kiếm ý của chủ nhân, người bình thường vừa chạm vào kiếm ý. Đáng sợ của 3 người này, lập tức tan thành 100 mảnh rồi. Thấy Ngô Bình cùng lúc xé tên 3 người này, Thẩm Huyền Tông cười khổ, xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp tên nhóc này rồi. Âu Dương Thiên Tế vuốt râu mỉm cười, hay lắm, như vậy càng có ý chí hơn, một trận thành danh. La Vô Phi cũng khẽ cười, sau trận này,
sẽ không có người thứ hai có thể trấn áp được Ngô Bình rồi. Xé tên xong, Ngô Bình bay lên núi sắt, khoanh chân ngồi đó, đợi ba người kia xuất hiện. Tên trên kiếm bảng đều có ấn ký tinh thần, ngay khi nó bị xé xuống thì chủ nhân tên đó sẽ cảm nhận được ngay. Lúc này, trên một ngọn núi cách đó vạn dặm, có một cung điện nguy nga lộng lẫy. Trong cung điện, một người đàn ông anh tuấn đội vương miện, mặc đồ trắng đang nói chuyện với một nam tu trung niên. Nam tu trung niên mặc tiên giáp màu đen, trên tiên giáp vẫn còn vết máy, như thể vừa mới quay về từ chiến trường vậy. Hai người này chính là Từ Luyện Chân xếp thứ 5 trên kiếm bảng và cha anh ta, Từ Bằng Công. Từ Bằng Công cười nói, Luyện Chân, mấy tháng nay còn lại có tiến bộ rồi, đáng tiếc lại không thể đột phá trước khi bắt đầu kiếm bảng, nếu không chắc chắn con có thể đi đến vị trí thứ 2 kiếm bảng rồi. Từ Luyện Chân nói, không phải cha từng nói không cần phải quan tâm đến những gì mất đi nhất thời, mà phải có tầm nhìn xa sao. Công pháp con tu luyện được tích lũy dần dần, càng về sau uy lực càng lớn. 10 năm sau, 20 năm sau, cái tên đứng đầu trên kiếm bảng kia, chắc chắn sẽ đổi sang tên con. Từ Bằng Công cười ha ha, con trai cha nói có lý. Ngay lúc này, sắc mặt Từ Luyện Chân thay đổi, nhíu mày nói, thế mà có người xé tên con rồi sao? Từ Bằng Công ngây người, có người thách đấu với con. Từ Luyện Chân gật đầu, thưa cha, người đến không có ý tốt, bây giờ còn phải qua đó. Từ Bằng Công đứng dậy nói, cha đi cùng con. Hai người dùng độn thuật siêu phàm, một lúc sau đã xuất hiện trên kiếm bảng. Bọn họ vừa đến thì đã thấy Ngô Bình. Từ Luyện Chân nhìn người không thể thấy rõ tu vi này, trầm giọng hỏi, gan anh không nhỏ nhỉ, lại dám xé tên bổn công tử. Ngô Bình mở bừng mắt, lạnh nhạt nói, xé tên anh, không cần phải quá lớn gan, dù sao cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Từ Bằng Công còn muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn về phía Vạn Kiếm Thành. Lúc này, mấy người Thẩm Huyền Tông cũng nhìn Từ Bằng Công. Hai bên nhìn thấy nhau, ánh mắt đầu lóe lên sát ý. Từ Bằng Công, đã lâu không gậy Thẩm Huyền Tông lên tiếng. Lúc lên tiếng, ba người đứng trên không, bay lên trên tầng mây, ngồi trên một đám mây trắng. Từ Bằng Công cũng bay lên trên cao, trầm giọng nói, ba vị, đúng là đã lâu không gặp. Tôi vốn nghĩ mọi người đã qua đời rồi, không ngờ vẫn chưa chết. Thế nào, vết thương đã khôi phục chưa? La Vô Phi, phiền ông quan tâm, chúng tôi đều rất tốt, không chỉ khôi phục tu vi, mà thực lực cũng tăng lên đáng kể. Từ Bằng Công liếc nhìn Ngô Bình trên đỉnh núi, nói, bên dưới kia là đồ đệ các ông sao? Âu Dương Thiên Tế, không sai, đây là đệ tử của cả người chúng tôi, tên Ngô Bình. Bây giờ ông đi mua quan tài đi, nếu không lát nữa con trai chết rồi thì không kịp. Chuẩn bị. Từ Bằng Công hừ lạnh một tiếng, các ông tự tin vậy sao? Tư chất con trai tôi còn trên cả tôi, chỉ sợ các ông phải thất vọng rồi. Cùng lúc đó, ông ta âm thầm truyền âm với Từ Luyện Chân, Luyện Chân, ba người này là kẻ địch của cha năm đó tu vi không kém cha. Bọn họ dám dẫn đồ đệ đến thách đấu con, chắc chắn đã nắm chắc trong tay. Lát nữa con tuyệt đối đừng nương tay, cứ dùng thiên kích phù giấu trong người. Dùng phù này, con có thể đánh ra uy lực gấp trăm lần chỉ trong chốc lát. Từ Luyện Chân lập tức không dám coi thường Ngô Bình, nói, cha yên tâm, con sẽ cẩn thận. Lúc này Ngô Bình đứng dậy, thản nhiên nói, ra tay đi. Vừa nói chuyện, cậu lấy ra tiên kiếm Bạch Hổ. Nhìn thấy tiên kiếm, hai mắt Từ Luyện Chân phát sáng, nói, kiếm tốt. Kiếm này trong tay an, đúng là vật tốt không được dùng, lát nữa giết chết anh rồi thì nó là của tôi thôi. Ngô Bình nói, nếu anh thắng tôi thì kiếm là của anh. Từ Luyện Chân cười lớn, được, ra tay đi, âm ầm. Anh ta bỗng chỉ tay về phía Ngô Bình, sau lưng có 6 thanh kiếm bay ra, mỗi một thanh kiếm đều mang theo âm thanh xuyên không chết người. Ngô Bình đứng tại chỗ, tiên kiếm Bạch Hổ trong tay khẽ vung lên, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản nhưng xung quanh cậu đều là kiếm ảnh, 6 thanh kiếm đều bị cậu đánh trúng. Leng keng, tiếng động vang dội, phi kiếm bỗng nứt gãy, đứng trước tiên binh hùng mạnh như tiên kiếm Bạch Hổ. Phi kiếm của Từ Luyện Chân thực sự chẳng là gì cả. Tam định phân quang trảm, chết đi. Thế nhưng, đây cũng chỉ là thủ đoạn thăm dò của Từ Luyện Chân mà thôi, cùng lúc phóng phi kiếm ra thì anh ta đã lùi lại, lúc này tung ra đòn chí mạng thực sự, tam định phân quang trảm. Chỉ thấy hai tay Từ Luyện Chân nâng kiếm, chém ra một kiếm, Ngô Bình đã cảm nhận được thân thể, linh hồn và cả tương lai của mình đều ngưng tụ. Đây chính là điểm đáng sợ của tam định phân quang trảm.
khóa chặt thân xác, khóa chặt linh hồn, khóa chặt tương lai, sau đó một kiếm chém chết. Thế nhưng, thiên mệnh tháp, cửu liên đài trong thân thể Ngô Bình khẽ chuyển động, sức mạnh khóa chặt này đã bị phá vỡ, Ngô Bình lại khôi phục như bình thường. Một luồng kiếm quang đỏ máu kinh người bỗng chém xuống. Đối mặt với đòn tấn công này, Ngô Bình cũng không tránh né, tiên kiếm bạch hổ trong tay cậu nâng lên đỡ lấy, sau lưng xuất hiện ba thanh kiếm khổng lồ, lần lượt đều có hiệu quả phá pháp, phản công và thâu triệt. Ba kiếm hợp làm một, phối hợp với cửu trọng sơn, chính là tam kiếm trọng sơn. Răng rắc, không gian tựa như thủy tinh xuất hiện vô số vết nứt, kiếm quang đỏ máu bỗng chốc vụt tắt. Tam kiếm trọng sơn đã phá được kiếm pháp của đối phương, sau đó sức mạnh thấu triệt tìm được sơ hở của đối phương, rồi đến sức mạnh phản công thì tấn công lớp phòng ngự của đối phương. Phù, 10 ngón tay của Từ Luyện Chân nổ tung, anh ta ho ra máu, suýt nữa đã ngã từ trên không xuống. Cái gì, Từ Luyện Chân chỉ mới đánh một đòn mà đã bị thương rồi. Người quan sát đều kinh ngạc. Sắc mặt Từ Bằng Công khó coi, ông ta nhìn chăm chăm Ngô Bình như đang muốn ra tay. Nhưng, hơi thở từ mấy người Thẩm Huyền Tông đã ghìm chặt ông ta, nếu ông ta có hành động gì, ba người sẽ lập tức ngăn chặn, đồng thời sẽ giết chết con trai Từ Luyện Chân của ông ta. Vì vậy, Từ Luyện Công dù có nổi sát tâm thì cũng không dám hành động. Lúc này, người xem náo nhiệt xung quanh đã lên đến hơn mấy nghìn người, mọi người đều ẩn nấp phía xa phấn khích quan sát trận chiến kinh thế này. Lúc này, khắp bốn phương tám hướng đều có cao, thủ vội chạy đến, có không ít người là trưởng lão tông môn, thậm chí là tông chủ và môn chủ. Dù sao một người thách đấu với ba vị cao thủ trong năm người đứng đầu kiếm bảng, hành động như vậy thực sự rất nghịch thiên, bọn họ cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Từ Luyện Chân bị thương, lập tức biết rõ anh ta không phải là đối thủ của Ngô Bình, nhưng anh ta tuyệt đối không thể thua, lập tức sử dụng thiên kích phù trong người. Phù này vừa xuất hiện, với thể chất của anh A thì có thể tung ra đòn chí mạng gấp trăm lần. Cố nhịn đau, Từ Luyện Chân lại nâng tiên kiếm lên, giống lớn, thiên kích, chết đi. Dầm. Bỗng nhiên, trong thân thể anh ta phóng ra hơn 90 luồng kiếm khí đỏ máu, uy lực mỗi một luồng kiếm khí đều không kém với đòn tấn công lúc trước. Hơn 90 luồng kiếm khí này ngưng tụ thành một luồng kiếm khí khổng lồ dài trăm trượng trong không trung, chém giết về phía Ngô Bình. Ra đòn tấn công này, khiếu huyệt cả người Từ Luyện Chân đều nổ tung, máu tươi bắn tung tóe như một người một máu vậy. Đánh ra một đòn kinh khủng như vậy, anh ta cũng bị cắn ngược, bị thương nặng nề. Nhưng, trong mắt anh ta đều là vẻ oán hận và điên cuồng, theo anh ta thấy, Ngô Bình chắc chắn không thể đỡ được đòn tấn công gấp trăm lần này của mình. Ngô Bình khẽ gật đầu, thầm nói như vậy mới có chút hài năng, lập tức nâng kiếm bằng một tay, lạnh nhạt nói, ngũ kiếm. Thì đột nhiên, sau lưng cậu xuất hiện năm thanh kiếm khổng lồ, dựa những thanh kiếm trước đó, lại xếp chồng lên nhau, thiên độc nhị kiếm. Năm kiếm xuất hiện, uy lực so với lúc trước càng tăng thêm gấp trăm lần. Một luồng kiếm quang màu vàng chói mắt xuất hiện, phóng thẳng lên trời, đối đầu với kiếm quang đỏ máu. Âm thanh vang vọng khắp trời, kiếm quang đỏ máu vỡ vụn, kiếm thế kinh khủng lập tức đánh về phía Từ Luyện Chân. Đừng tổn thương con tôi. Vừa thấy Ngô Bình đánh ra đòn tấn công như vậy, Từ Bằng Công đã biết con trai gặp nguy, lập tức dùng toàn lực cứu giúp. Nhưng ông ta vừa động thì kiếm quang của ba người Thẩm Huyền Tông đã chém đến, ông ta không còn cách nào khác chỉ đành dùng hết sức ngăn cản. Không trung nổ tung, người xung quanh đều sợ hãi lùi lại. Ngay lúc ấy, thân thể Từ Luyện Chân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một màn xương máu. Xương máu lơ lửng trong không trung rồi hóa thành dòng nước đen chảy xuống đất. Thiên độc kiếm của Ngô Bình rất kinh khủng, tuy thân xác đã chết nhưng thanh thể hóa thành từng hạt nhỏ cũng sẽ bị thiên độc biến thành nước đen. Mắt nhìn thân xác con trai, Từ Bằng Công kêu la thảm thiết, lập tức rời khỏi chiến trường, từ phía xa nhìn chăm chằm Ngô Bình. Dám giết con trai tôi, thù này, nhà họ Từ chắc chắn phải báo. Thẩm Huyền Tông hung hăng nói, Từ Bằng Công, năm đó vợ con tôi đều chết dưới kiếm của ông, thù này tôi cũng sẽ tìm ông để báo. Từ Bằng Công nhìn chằm chằm, sau đó cười bi thảm, hay lắm. Thẩm Huyền Tông, chúng ta không chết không ngừng. Nói xong, ông ta hóa thành một luồng sáng đỏ máu, rời khỏi hiện trường. Thấy vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Người thách đấu này lại là của Thẩm Huyền Tông, chẳng lẽ ba người này chính là Tam Đại Kiếm Tôn của Thiên Nguyên Tông năm đó sao? Trời đất, Tam Đại Kiếm Tôn Thiên Nguyên Tông quay về Vạn Kiếm Tiên Giới, chắc chắn sẽ nổi lên một trận mưa tanh gió máu.
Đúng vậy, năm đó tông môn, gia đình của ba vị kiếm tông gần như đều bị mấy cao thủ này giết chết, thì như vậy sao có thể không báo được chứ? Người trẻ tuổi này, là đệ tử của ba vị kiếm tôn. Chậc chậc, thực lực mạnh thật, chỉ hai ba đòn đã giết chết Từ Luyện Chân, xem ra anh ta thực sự có cơ hội thách đấu vị trí đầu đấy. Trong lúc mọi người bàn tán ồn ào thì một lồng sáng đáp xuống trên đỉnh núi sắt, cách Ngô Bình không xa. Đây là một người đàn ông mặc áo vàng, gương mặt ngăm đen, mày rậm mắt to. Người này, chính là Siêu Nhạc ở vị trí thứ hai trên kiếm bảng, sư tôn của anh ta chính là Nam Vọng kiếm tôn danh tiếng lẫy lừng. Siêu Nhạc vẫn đang vội chạy đến nên không biết chuyện đã xảy ra ở đây. Nhưng anh ta vừa đến thì đã ngửi thấy mùi máu tanh khắp không khí, nhìn hoàn cảnh xung quanh thì lập tức hiểu ra nơi này đã xảy ra một trận ác chiến. Không cần nhìn nữa, tôi chính là người thách đấu anh. Ngô Bình thản nhiên đáp, ra tay đi. Siêu Nhạc nheo mắt, nói anh thách đấu không chỉ một người. Ngô Bình tiến từng bước, sử dụng một trong ngũ đại tuyệt học, huyễn thế thiên trảm, xung quanh lập lòe ánh sáng, Siêu Nhạc lập tức rơi vào trong ảo cảnh. Toàn bộ cảnh sắc xung quanh đều biến mất, anh ta bị bao. Trùm bởi lồng sáng vàng, cảm giác đối với xung quanh bỗng chốc trở nên trì trệ. Ngay lúc này, một luồng kiếm mang tuyệt thế xuất hiện trước mặt anh ta, cách anh ta chỉ chừng ba tấc. Mà mãi đến lúc này anh ta mới cảm nhận được sát khí, không tránh khỏi giật mình, lập tức sử dụng tiên phù hộ thân. Rầm. Xung quanh anh ta nổ tung một luồng sáng vàng, khi rầm quang chém vào trên kiếm mang, Siêu Nhạc thét lớn một tiếng, bị một kiếm đánh bay, kiếm mang nhạt dần, thân thể anh ta bay ngược cả trăm mét, miệng phun ra ngụm máu tươi. Lúc này, luồng sáng vàng biến mất, nhưng anh ta vẫn không nhìn thấy Ngô Bình đang ở hướng nào. Sắc mặt lập tức thay đổi, hung hăng nói, không dám đối đầu trực tiếp với tôi sao? Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, xuất hiện cách đó chừng 10 mét, lạnh nhạt nói, vừa nãy, tôi chỉ dùng chưa đến một phần sức mạnh, không ngờ anh đã bị thương rồi. Đệ tử mà Nam Vọng kiếm tôn coi trọng nhất cũng chỉ được như vậy. Sắc mặt Siêu Nhạc rất khó coi, khoác lác cái gì? Chưa đến một phần uy lực, vậy anh cho tôi xem thử xem 10 phần uy lực của anh đi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, không cần 10 phần, 3 phần đã đủ rồi. Nói rồi, cậu lại biến mất, lần thứ hai sử dụng huyễn thế thiên trảm. Một đòn vừa nãy, cậu chỉ dùng tam kiếm trọng sơn. Lần này thì dùng tứ kiếm trọng sơn. Tứ kiếm trọng sơn kết hợp với huyễn thế thiên trảm, uy lực cũng rất đáng sợ. Rầm. Một luồng kiếm quang chém đến, Siêu Nhạc đang định phản kháng thì ý thức lại rơi vào trong huyễn cảnh, anh ta nhìn thấy một con hươu trắng chạy đến. Con hươu trắng này rất xinh đẹp, đẹp đến mức anh ta không nhịn được tán thưởng. Thế nhưng, trong tiềm thức anh ta có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vì thế anh ta thét lớn một tiếng, mặc kệ mọi thứ chém ra một kiếm. Một luồng kiếm quang chém về phía trước va chạm với tứ kiếm trọng sơn của Ngô Bình, tiếng động vang dội, sức mạnh thiên độc và sức mạnh phản công đều đánh vào thân thể anh ta. Siêu Nhạc ho ra máu, nhưng máu vừa phun ra lập tức biến thành màu đen. Đó là do sức mạnh thiên độc đang phát tác. Anh ta vừa sợ vừa tức giận, hung hăng nói, anh dùng độc. Ngô Bình lạnh nhạt nói, xin lỗi, đây là kiếm pháp của tôi. Mắt thấy Siêu Nhạc sắp chết vì độc phát tác, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đây là một người đàn ông áo xanh, tóc rối bù, vóc người gầy gộc, nhưng lại tỏa ra hơi thở kinh người. Ba người Thẩm Huyền Tông lập tức đứng trước mặt Ngô Bình, La Vô Phi nói, Nam Vọng. Tôi còn nghĩ ông sẽ không xuất hiện. Người này chính là Nam Vọng kiếm tôn, ông ta cho. Siêu Nhạc nuốt một viên đan dược, sau đó quay người nhìn ba người quen cũ, lạnh nhạt nói, sớm đã nghe nói các ông chưa chết, nhưng thân thể bị thương nặng, chẳng bao lâu sẽ chết thôi. Âu Dương Thiên Tế, ông nói không sai, quả thực lúc trước chúng tôi bị thương nặng, sống không được bao lâu. Nhưng bây giờ các ông đã hồi phục rồi, Nam Vọng kiếm tôn nói, là ai cứu các ông? Chúng tôi lĩnh ngộ được một vài thứ trong vô thượng kiếm khúc. La Vô Phi nhìn ông ta chằm chằm, nói từng câu từng chữ, Nam Vọng, năm đó ông giết toàn bộ nhà tôi, thù này tôi nhất định phải trả. Nam Vọng kiếm tôn lạnh nhạt nói, tình hình lúc đó, tôi chỉ đành phải ra tay. Ông muốn báo thù, tôi có thể hiểu được, chọn ngày đi. Một năm sau, ngay tại nơi này, La Vô Phi nói. Được, Nam Vọng kiếm tôn thoải mái đồng ý. Nhưng chuyện này không liên quan đến đệ tử tôi, có thể giải độc của cậu ta không? Tuy ông ta cho Siêu Nhạc nuốt đan dược, nhưng cũng chỉ tạm thời áp chế được độc tính,
tình hình của Siêu Nhạc càng lúc càng tệ hơn. Muốn sống thì phải chuộc, La Vô Phi không khách khí, trực tiếp ra giá, năm đó ông có được một món bảo. Bối, thất bảo tiền y, dùng nó đối mạng đệ tử ông đi. Nam Vọng Kiếm Tôn khẽ nhíu mày, thất bảo tiền y là bảo vật phòng thân của ông ta. Từ khi có được bảo y này, ông ta đã thoát khỏi nguy hiểm sinh tử mấy lần, nếu không có bảo y này, ông ta cũng không đi được đến hôm nay. Nhưng, Nam Vọng Kiếm Tôn suy nghĩ một lúc sau thì vẫn gật đầu đồng ý nói, được. Nói rồi, ông ta đưa ai vào ngực, một luồng sáng bảy màu bay ra, trực tiếp bay về phía Ngô Bình. Ngô Bình vươn tay nhận lấy, trong tay có thêm một giáp y mỏng như kén tằm, bên trên có phù văn đủ màu chuyển động, vô cùng kỳ diệu. Cậu biết bảo y này không hề tầm thường, lập tức nhận lấy, sau đó tay phải nắm vào không trung, độc lực mũi kiếm kiếm thiên độc phóng ra đã được cậu thu về. Tình hình của Siêu Nhạc tốt hơn hẳn, nhưng anh ta bị thương rất nặng, bản thân anh ta vẫn ngất đi. Nam Vọng Kiếm Tôn nhìn Ngô Bình chăm chú, sau đó ôm đồ đệ rời khỏi hiện trường. Ngô Bình liên tiếp thắng hai trận, người quan sát đều mở lớn mắt, đều mong đợi trận chiến sau cùng. Thế nhưng, Ngô Bình lại đợi thêm nửa cảnh giờ, nhưng Nam Cung Tường đứng đầu kiếm bảng vẫn không xuất hiện. Nếu không xuất hiện, có nghĩa đã từ bỏ vị trí đứng đầu. Vì thế, Ngô Bình không hề khách khí khắc tên mình trên giấy vàng dán lên vị trí đầu tiên trên kiếm bảng. Khi cậu viết xong tên mình thì cảm nhận được trong bóng tối, có một luồng sức mạnh phi thường giáng xuống thân thể cậu, lồng sức mạnh này khiến cậu rất thoải mái, thực lực bản thân như thể cũng tăng lên rõ rệt. Có phải cảm nhận được vạn kiếm tiên giới tiếp thêm sức mạnh không, Thẩm Huyền Tông sớm đã dự đoán được, cười hỏi cậu. Ngô Bình gật đầu, sư tôn, đây là gì vậy? Kiếm bảng thực ra là do ý chí của vạn kiếm tiên giới tạo ra. Người có thể lưu tên trên kiếm bảng đương nhiên sẽ được thêm vận khí. Tất nhiên, sức mạnh này chỉ có hiệu quả tại vạn kiếm tiên giới. Ngô Bình cười nói, vậy cũng không tệ. La Vô Phi, Đồ Nhi, ba vi sư sắp phải đi thăm một vài bạn cũ. Bây giờ con đến Chí Tôn Kiếm Đường, với thân phận đứng đầu kiếm bảng của con, nhất định có thể được Chí Tôn Kiếm Đường coi trọng. Ngô Bình, sư tôn, lúc trước con học được truyền thừa trên kiếm bích. Nghe nói sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Vô Lượng Kiếm Tôn. La Vô Phi, Vô Lượng Kiếp Pháp đã đến hỗn độn giới, trong vòng trăm năm sẽ không quay lại, còn đến bên đó thì ông ta cũng không giúp được gì cho con. Nhưng, trước khi Vô Lượng Kiếm Tôn rời khỏi vạn kiếm tiên giới đã để lại pháp chỉ, ai có thể lĩnh ngộ được toàn bộ truyền thừa của ông ta thì có thể lấy được đồ mà ông A để lại trong Vô Lượng Kiếm Cung. Vô Lượng Kiếm Tôn này là một nhân tài, là nhân vật lợi hại. Con nhất định phải đến Vô Lượng Kiếm Cung, dùng kiếm chiêu con lĩnh ngộ được phá vỡ cấm chế Vô Lượng Kiếm Cung. Ngô Bình, sư tôn, Vô Lượng Kiếm Tôn rất mạnh sao? Thẩm Huyền Tông, hiện tại ông ta có lẽ đã đến cấp bậc hỗn độn rồi, con nói có mạnh hay không? Âu Dương Thiên Tế, còn nữa, Chí Tôn Kiếm Đường năm giữ phân nửa tài nguyên của vạn kiếm tiên giới, đệ tử trong đó cấp bậc càng cao, thì tài nguyên có được càng nhiều. Sau khi con đến đó, phải mau chóng thăng cấp. Ngô Bình cảm thấy hứng thú, vì thế hỏi xem có cấp bậc gì, Âu Dương Thiên Tế nói từng cái một. Ở Chí Tôn Kiếm Đường, tất cả đệ tử được phân thành đệ tử ngoại viện, đệ tử nội viện, đệ tử thượng viện, đệ tử chân truyền, đệ tử thân truyền, đệ tử tinh anh, đệ tử truyền thừa. Trong đó, đệ tử tinh anh lại được phân thành đệ tử tinh anh từ cấp 1 đến cấp 3, trong đệ tử chân truyền thì có 3 cấp bậc, lần lượt là Long Uyên, Hổ Tuyền, Huyền Quang. Trong đó, Huyền Quang là chỉ Huyền Quang Các, Long Uyên là chỉ Long Uyên Các, Hổ Tuyền là chỉ Hổ Tuyền Các. Ba các lần lượt là truyền thừa của tổ sư Vạn Kiếm ở ba thời kỳ, trong đó, Huyền Quang Các là truyền thừa thời thanh niên của ông ta, bên trong có một thanh Huyền Quang Kiếm, Hổ Tuyền Các là truyền thừa sau khi ông ta ngộ đạo, bên trong có Huyền Quang Kiếm, Long Uyên Các là truyền thừa được lưu lại trước khi ông ta rời khỏi tiên kiếm vạn giới. Truyền thừa bên trong biến đổi qua thời gian, đấy là truyền thừa khó học nhất của tổ sư Vạn Kiếm trong 100 năm trở lại đây. Muốn trở thành đệ tử truyền thừa thì trước tiên phải trở thành đệ tử tỉnh Anh, sau đó phải đến Huyền Quang Các trước. Nếu có thể lĩnh hội được truyền thừa trong Huyền Quang Các thì sẽ được gọi là đệ tử Huyền Quang. Nếu vẫn còn khả năng thì có thể tiếp tục lĩnh hội truyền thừa ở Hổ Tuyền Các và Long Uyên Các, lần lượt có được danh hiệu Hổ Tuyền và Long Uyên. Có điều, truyền thừa của tổ sư Vạn Kiếm rất khó lĩnh hội, từ khi Chí Tôn Kiếm Đường được thành lập đến nay, có chưa đến 9 người có được danh hiệu Huyền Quang, chỉ có 2 người có danh hiệu Hổ Tuyền, trong đó một người là Kiếm Tôn Vô Lượng.
Trên thực tế, Chí Tôn Kiếm Đường cũng được xây dựng trên nền tảng ba kiếm các, 9 vị kiếm tu Huyền Quang và 2 vị kiếm tu Hổ Tuyền cùng nhau sáng lập ra Chí Tôn Kiếm Đường hiện tại. Thẩm Huyền Tông, chỉ cần con có thể trở thành đệ tử tinh anh thì sẽ có tư cách vào tầng 2 của tiên giới vạn kiếm. Thế giới ở tầng đó có thể tiếp xúc với khí tức. Hỗn độn, rất có lợi cho việc tu hành của con. Ngô Bình hỏi, sư tôn đã từng đến đó chưa? Thẩm Huyền Tông, đương nhiên, những tuyệt kỹ mà ba thầy biết đều học từ đó mà. Sau khi Ngô Bình nghe dặn dò một lượt thì tiến thẳng đến Chí Tôn Kiếm Đường. Phạm vi của Chí Tôn Kiếm Đường rất rộng. Nắm giữ 7 đại kiếm tông, 5 kiếm phái, địa bàn của mỗi tông phái đều rất lớn. Lúc này, trước cửa tổng bộ Chí Tôn Kiếm Đường, Ngô Bình cưỡi trên ánh sáng đáp xuống. Cửa núi không lớn, chỉ là 2 cột đá, bên cạnh cũng không có ai canh giữ. Có điều cậu vẫn thật thà đi bộ lên núi. Cậu vừa qua cửa thì liền có một thiếu niên từ trên núi chạy nhanh xuống, chớp mắt đã đến trước mặt cậu, hỏi, là Ngô Bình, người đứng đầu kiếm bảng đấy sao? Ngô Bình rất bất ngờ, anh biết tôi sao? Thiếu niên nói với vẻ mặt rất kính phục, kiếm bảng vừa thay đổi tên thì Chí Tôn Kiếm Đường đã biết rồi. Cậu Ngô, mời. Ngô Bình đi theo anh ta lên núi, sau đó hỏi chuyện mà mình đang thắc mắc, anh biết tôi sẽ đến sao? Thiếu niên cười, nói, đương nhiên là tôi không biết rồi, nhưng công tử giành được vị trí đầu kiếm bảng, khí thế kinh người cộng thêm vận khí của tiên giới vạn kiếm đứng cách xa mấy trăm mét là đã cảm nhận được rồi. Ngô Bình rất bất ngờ, khí tức của đệ nhất kiếm bảng nổi bật đến vậy sao? Chúng ta đang đi đâu đây, cậu hỏi. Thiếu niên, đệ nhất kiếm bảng chắc chắn là thiên kiêu kiếm đạo, có thể đến thẳng đỉnh kiếm để gặp trưởng lão sát hạch. Sau khi sát hạch xong thì có thể quyết định công tử là đệ tử chân truyền hay là xếp thẳng vào đệ tử tỉnh anh. Mặc dù Ngô Bình là đệ nhất kiếm bảng nhưng sát hạch ở Chí Tôn Kiếm Đường cực kỳ khó. Nhiều năm trước, cũng có một đệ nhất kiếm bảng sau khi tham gia sát hạch chỉ nhận được thân phận đệ tử chân truyền. Vì vậy, thiếu niên không dám nói quá lời, sợ gây hiểu lầm. Ngô Bình, nói vậy thì chỉ cần tư chất đủ tốt thì tôi có thể trở thành đệ tử tinh anh. Thiếu niên gật đầu, đúng vậy, có điều, chỉ có thể bắt đầu từ đệ tử tinh anh tam đẳng, sau này tham gia thi tinh anh rồi mới dựa vào điểm số để chọn lên tinh anh nhị đẳng hoặc nhất đẳng. Ngô Bình, có thể trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh nhất đẳng không? Vậy đỡ phiền biết mấy? Nội dung thi tinh anh là gì? Thiếu vào một thế giới nhất định để hoàn thành một số nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong không giống nhau, có cái dễ cũng có cái khó. Hoàn thành được càng nhiều nhiệm vụ thì đạt được điểm càng cao. Theo kinh nghiệm trước đây, chỉ có đạt được hơn 500 điểm mới có thể trở thành đệ tử tinh anh nhị đẳng, vượt qua 1.500 điểm mới trở thành tinh anh nhất đẳng. Xem ra cuộc thi này không hề dễ dàng. Phải rồi, khi nào tôi có thể đến kiếm cung vô lượng? Thiếu niên cười, nói, sau khi trở thành đệ tử tinh anh thì có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi tên là Thu Sinh, sau này công tử có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Sau đó anh ta lại nói thêm, hiện tại tôi đang rảnh rỗi, sau khi công tử trở thành đệ tử tinh anh thì có thể chọn một số người ở lại bên cạnh để phục vụ. Nếu công tử cảm thấy tôi được việc thì có thể chỉ đích danh để tôi qua chỗ cậu. Thu Sinh là đệ tử Hạ Viện, tư chất bình thường, rảnh rồi thì lại đi làm thêm. Ở Hạ Viện anh ta không có cơ hội nên đương nhiên muốn ở lại bên cạnh nhân vật tài năng như Ngô Bình. Ngô Bình ừ một tiếng, tôi nhớ rồi. Thu Sinh vui mừng, vui vẻ bước đi. Cuối cùng thì Ngô Bình cũng đến được đỉnh kiếm. Đỉnh kiếm nằm cách cửa núi không xa, là nơi khảo sát người mới. Sau khi người mới trải qua sát hạch, người nào không đạt sẽ bị đuổi xuống núi. Từ đâu đến thì về lại đó, người nào đạt thì đến ngoại viện, nội viện hoặc thượng viện, thậm chí trở thành đệ tử chân truyền và đệ tử tinh anh. Hai người họ lên đến đỉnh kiếm thì nhìn thấy mấy trăm người đang đứng xếp hàng, đợi vào căn phòng đá. Thu Sinh chỉ vào căn phòng đá và nói, công tử, trưởng lão sát hạch ở bên trong, chúng ta không cần xếp. Hàng, cứ vào thẳng. Anh ta dẫn Ngô Bình đến bên cạnh căn nhà bằng đá, sau đó nói vọng vào trong, trưởng lão Ngưu. Đệ nhất kiếm bảng đến thi sát hạch ạ. Anh ta vừa thốt lên thì tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò về phía cậu, căn nhà đá cũng có giọng nói vọng ra, tôi không ra ngoài đón nữa, mời cậu Ngô vào. Ngô Bình bước vào trong thì nhìn thấy một ông lão, đang ngồi xếp bằng trên bệ đá. Một tu sĩ đang buồn bã từ bên cạnh cửa bước ra ngoài, chắc là vừa mới hoàn thành bài sát hạch. Ngô Bình chắp tay, chào trưởng lão Ngưu.
Trưởng lão Ngưu có khuôn mặt gầy, ông ta nở nụ cười hiền từ, nói, chúc mừng công tử đã giành được vị trí nhất bảng, tên tuổi của công tử đã truyền khắp tiên giới vạn kiếm rồi. Quá khen rồi, Ngô Bình nói, không biết cuộc thi sát hạch sẽ được tiến hành như thế nào. Trưởng lão Ngưu, tư chất của công tử hơn người, vốn không cần phải sát hạch, nhưng đây là quy tắc của Chí Tôn kiếm đường nên mong cậu thông cảm. Nên mà, Ngô Bình không để bụng mà rất hợp tác. Trưởng lão Ngưu chỉ vào quả cầu màu đen trên bàn đá, nói công tử hãy đặt tay lên trên quả cầu, khởi động kiếm khí là được. Không ngờ khảo sát lại đơn giản như vậy, Ngô Bình lập tức đặt lên lên, sau đó khởi động kiếm khí. Quả cầu sắt liền sáng lên, vô số phù văn bay lên, những phù văn đó đan xen với nhau trên không trung, hình thành đại trận với ngàn vạn khí tượng. Đại trận dịch chuyển, mấy giây sau thì xuất hiện bốn chữ, Chí Tôn vô thượng. Trưởng lão Ngưu tái mặt, thốt lên, không hổ là đệ nhất kiếm bảng, không ngờ là Chí Tôn vô thượng. Ông ta liền giải thích với Ngô Bình, quả cầu sắt đó là một loại pháp khí kiểm tra, chỉ có một quả duy nhất trên đời, nằm trong tay Chí Tôn kiếm đường. Quả cầu sắt này có thể kiểm tra thiên phú kiếm đạo và khí vận kiếm đạo của một người. Thường thì nó đưa ra đánh giá là hạ phẩm từ cấp 1 đến cấp 10, trung phẩm từ cấp 1 đến cấp 10 và thượng phẩm từ cấp 1 đến cấp 10. Nếu vượt quá thượng phẩm cấp 10 thì được gọi là siêu phẩm chỉ có 5 cấp, gồm kim phẩm, ngọc phẩm, vương phẩm, đế phẩm và thành phẩm. Có điều, nếu vượt qua thánh phẩm thì đều gọi là Chí Tôn vô thượng, ý nghĩa của Chí Tôn vô thượng là đến cả pháp khí cũng không cách nào đo được chính xác số liệu đúng của nó. Ngô Bình nghe xong cảm thấy đúng là lợi hại. Ngưu trưởng lão rất kích động, nói thành tích cậu như vậy, trở thành đệ tử tinh anh cũng coi như chịu thiệt. Nhưng Chí Tôn kiếm đường lại có quy tắc như vậy, cậu chỉ có thể trở thành đệ tử tinh anh cấp 3. Nhưng cậu không cần lo lắng, chỉ cần hoàn thành cuộc thi tinh anh phía sau thì chẳng mấy chốc có thể trở thành tinh anh cấp 1 thôi. Ngô Bình, không sao. Ngưu trưởng lão nói, cậu Ngô, tôi đây còn phải ở đây kiểm tra người mới, nên sẽ để thiếu niên bên ngoài đưa cậu đến ngọn núi chỗ đệ tử tinh anh ở vậy. Ông ta lấy ra một tấm bùa ngọc giao cho Ngô Bình, nói, mọi vật dụng mà đệ tử tinh anh cần đều ở bên trong, mời cậu nhận lấy. Cáo từ Ngưu trưởng lão, Ngô Bình và Thu Sinh đi đến ngọn núi cách đó mấy chục dặm. Ngọn núi này trông rất đẹp, tên là Tử Long Phong, là nơi mà tất cả đệ tử tỉnh Anh Sông, hoàn cảnh và điều kiện đều tốt nhất. Đế trước Tử Long Phong, Thu Sinh xúc động nói, trước kia không biết có bao nhiêu đệ tử tinh anh muốn ở Tử Long Phong này, hôm nay biểu hiện của cậu quá xuất sắc, ngay cả Ngưu trưởng lão cũng rất khâm phục, đồng ý cho cậu ở Tử Long Phong này. Ồ, nói tốt như vậy, Tử Long Phong còn có lai lịch gì đặc biệt hay sao? Thu Sinh cười nói, đúng vậy, Tử Long Phong trước kia là nơi mà tổ sư Vạn Kiếm ở trước kia, bên trong còn có đồ vật mà tổ sư để lại nữa. Nói chuyện một hồi, hai người đã đến trên Tử Long Phong. Đối với người tu hành mà nói cũng không cần phải đi bộ, phi độn là được. Vì vậy, trên Tử Long Phong cũng không có đường, chỉ có vị trí trên đỉnh và giữa lưng chừng núi có xây một vài căn nhà. Đặc biệt là cảnh quan kiến trúc trên đỉnh núi hùng vĩ nhưng cũng không mất vẻ nho nhã, phối hợp với đình đài lầu các, núi giả và cây cối. Bọn chúng phân bố khéo léo ở từng vị trí trên đỉnh núi, đan xen thú vị. Đình đài lầu các tạo hình tinh xảo, mái ngói đấu củng cong cong đơn giản tinh tế, cổ xưa nhưng không mất vẻ tỉnh xảo. Giữa núi giả lầu các xen kẽ các loại kỳ hoa dị thảo xanh mướt, tĩnh lặng dễ chịu. Đi vào bên trong, Ngô Bình rất hài lòng, nói, nơi này hình như thường có người quét dọn. Thu Sinh, đúng vậy thưa cậu, cứ mỗi 3 ngày thì sẽ có đệ tử đến quét dọn. Dù sao cây cối nơi này cũng cần phải cắt tỉa. Ngô Bình gật đầu, nói, sau này anh cứ ở lại bên cạnh tôi đi. Thu Sinh vui mừng, cảm ơn cậu đã cất nhắc. Thưa cậu, tôi đi gọi mấy đệ tử đến, cậu chọn ra vài người giữ lại bên mình phục vụ. Ngô Bình biết mình sẽ không ở lại nơi này lâu bèn xua tay, không cần đâu, mấy việc vặt ở đây, cậu cứ tùy ý tìm người làm là được. Thu Sinh, vâng, cậu lần đầu đến đây, vẫn chưa quen với Chí Tôn kiếm đường. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi dạo xung quanh. Ngô Bình không nói gì, cậu lấy bùa ngọc ra, chọn ra một bộ y phục bên trong mặc vào, đây là y vật chỉ có đệ tử tỉnh Anh của Chí Tôn kiếm đường mới có màu tím, bên trên có rất nhiều hoa văn chỉ vàng tinh xảo. Ngoài ra trên cổ tay áo còn thêu 3 đường chỉ vàng, thể hiện cậu chính là đệ tử tinh Anh cấp 3. Ngoài ra, còn có một sách diễn giải, cậu liếc mắt nhìn,
biết đệ tử tinh anh sắp tới còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ví dụ như, cậu phải đi chỗ cung cấp tài nguyên lấu tài nguyên một tháng, đến nhà kho chọn công pháp và pháp khí, binh đao các thứ. Thế nhưng, những thứ này đối với Ngô Bình mà nói đều là thứ yếu, cậu nói, nghỉ ngơi một lát, buổi tối đến Vô Lượng Kiếm Cung. Thu Sinh vội nói, truyền nhân và hậu nhân của Vô Lượng Kiếm Các đều ở xung quanh Vô Lượng Kiếm Cung, đi qua như vậy không tốt lắm, tốt nhất nên chào. Hỏi trước, Ngô Bình lấy ra bùa ngọc có được sau lĩnh ngộ kiếm bích tuyệt học, nói, có nó rồi, không cần phải chào hỏi gì. Nhìn ký hiệu trên bùa ngọc, Thu Sinh trừng lớn mắt. Hỏi, đây là vô lượng phù của vô lượng kiếm tôn sao? Ngô Bình gật đầu, tôi đã lĩnh ngộ được kiếm bích tuyệt học. Thu Sinh cười nói, lúc trước nếu cậu lấy ra vô lượng phù thì Ngưu trưởng lão ít nhất cũng sẽ cho cậu thân phận đệ tử chân truyền rồi. Nhưng tư chất cậu chắc tuyệt, đương nhiên cũng không cần dùng vật này. Ngô Bình, dùng được. Lát nữa đến vô lượng kiếm cung, tôi còn phải dùng nó để mở cấm chế. Lúc này sắc trời đã không còn sớm. Ngô Bình bèn luyện công trong sân viện trên đỉnh núi, còn Thu Sinh thì bận tới bận lui, tìm mấy nữ đệ tử mặt mũi sáng sủa đến giúp, có người nấu bếp, có người giặt quần áo, có người chăm sóc cây cỏ các thứ, tổng cũng 10 người. Lúc hoàng hôn xuống, Thu Sinh thấy Ngô Bình luyện công xong thì hỏi, thưa cậu, bữa tối có ăn cơm không? Ngô Bình, cơm thì không cần, bảo mấy người giúp việc kia ăn đi. Thu Sinh, vậy tôi đi với cậu đến Vô Lượng Kiếm Cung. Ngô Bình, không cần, tôi đã tìm được vị trí rồi, tự tôi đi là được. Nói xong, cậu nhảy lên không trung, rồi biến mất trước mặt Thu Sinh. Lúc này, một tỳ nữ đi ra từ bên cạnh, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, trông không giống nha nha hoàn. Nhìn thấy cô ta, Thu Sinh vội nói, sư tỷ, sao chị lại chạy đến đây? Tỳ nữ cười nói tôi nghe cậu nói cậu Ngô trông rất anh tuấn, nên muốn đến xem. Thu Sinh nói, vội gì chứ? Sau này sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Đúng rồi sư tỷ, nếu chị đã đến thì hầu hạ cậu Ngô cho tốt, nói không chừng cậu Ngô khai ân, chúng ta cũng được lợi. Tỳ nữ thở dài, nếu không phải mấy người vô sỉ ở hạ viện cứ quấy rầy tôi cũng không đến làm nha hoàn cho người ta đâu. Thu Sinh cười nói, sư tỷ dáng vẻ xinh đẹp như hoa, ngay cả tôi gặp cũng động lòng chứ đừng nói đến mấy sư huynh kia. Tỳ nữ hừ một tiếng, tuy tư chất tôi bình thường, nhưng không coi trọng bọn họ. Thu Sinh lập tức lắc đầu, sư tỷ này tên Tử Họa, nhập môn chưa lâu, vốn là đệ tử của một tông môn nhỏ bên dưới. Tư chất cô ta trong số các tu sĩ ở hạ viện cũng bình thường, nhưng tâm tính cao ngạo, một lòng muốn nỗ lực vào thượng viện tu hành. Chỉ là cô ta trông rất xinh đẹp, bị không ít đàn ông nhòm ngó, cô ta không chịu nổi, dứt khoát đi cùng Thu Sinh đến chỗ này tránh phiền phức. Tử Họa thấy Thu Sinh lắc đầu, cô ta nhíu mày, có phải cậu cảm thấy tôi cao ngạo, nhưng lại không có số mệnh đó hay không? Thu Sinh cười khan một tiếng, nào có chứ sư tỷ, tôi nào dám nghĩ như vậy? Tử Họa hừ một tiếng, từ nhỏ tôi đã xem mệnh rồi, tương lai tôi sẽ là kiếm tu có thành tựu rất lớn đấy. Thu Sinh, tôi nói cho cậu biết. Thu Sinh thấy hứng thú, thành tựu lớn. Ai xem vậy? Tử Họa, thần bói lý chỗ chúng ta, ông ta xem mệnh rất chuẩn. Mỗi người. Ông ta chỉ xem mệnh một lần, ban đầu cha tôi gần như tốn hết nửa gia tài trong nhà chỉ để xem mệnh cho tôi đấy. Cậu biết gì không, lúc thần bói lý xem mệnh cho tôi xong lại trả lại tiền xem mệnh cho cha tôi, còn nói sau này sẽ miễn phí xem mệnh cho người nhà tôi nữa đấy. Thu Sinh cũng từng nghe nói đến danh tiếng của thần bói lý, kinh ngạc hỏi thần bói lý của Tử Quy Thành sao? Tôi biết người này, lai lịch người này thần bí, rõ ràng không có tu vi, nhưng bản lĩnh xem mệnh cực kỳ lợi hại. Tử Họa cười nói, không sai, chính là ông ta. Thu gạch dưới sinh, cậu nói đi, nếu tôi là người bình thường, ông ta có thể không thu tiền của cha tôi sao? Thu Sinh xoa cằm, nói, sư tỷ nói như vậy, quả thực cũng có lý. Đúng rồi, lúc đó thần bói lý nói thế nào? Tử Họa thấp giọng nói, thần bói lý từng nói, nếu tôi muốn thay đổi vận mệnh thì nhất định phải đến một nơi, gặp một người. Đến nơi nào, gặp người nào, Thu Sinh rất hứng thú. Tử Họa nói từng câu từng chữ, đến Chí Tôn Kiếm Đường, gặp một nam tu trẻ tuổi họ Ngô. Thu Sinh ngây người, lẩm bẩm nói, cậu Ngô chẳng phải họ Ngô hay sao? Tử Họa tươi cười, đúng vậy, nếu không, cậu nghĩ tôi sẽ đến nơi này làm người hầu cho người khác sao? Thu Sinh chớp mắt, sư tỷ, có lẽ vận mệnh của chị sắp thay đổi rồi,
Nhân vật như cậu Ngô, tùy ý thưởng cho chúng ta một viên đan dược, cũng tốt hơn là lăn lộn ở ngoại viện cả 10 năm đấy. Tử Họa cười nói, dù sao tôi cũng tin lời của thần bói Lý. Lúc hai người nói chuyện thì Ngô Bình đã xuất hiện ở Vô Lượng Kiếm Cung. Vô Lượng Kiếm Cung được xây dựng trên ngọn núi Cô Phong, xung quanh núi Cô Phong có rất nhiều căn nhà, chắc hẳn là chỗ của các đệ tử và hậu thế của Vô Lượng Kiếm Tôn. Ngô Bình không kinh động đến mấy người này, cậu đến thẳng cửa ra vào Vô Lượng Kiếm Cung. Cửa lớn Vô Lượng Kiếm Cung có cấm chế, người ngoài đi vào, cấm chế lập tức sẽ được khởi động. Ngô Bình cầm ngọc phù vô lượng trong tay, đây là tín vậy. Của Vô Lượng Kiếm Tôn, khi cấm chế cảm nhận được hơi thở của ngọc phù này thì sẽ khôn khởi động. Quan sát một lúc, cậu nâng tay đặt trên cửa cung điện, sau đó dùng truyền thừa của Vô Lượng Kiếm Tôn, phát hiện ra một luồng kiếm khí chấn động. Kiếm khí vừa chấn động, cửa đã mở ra, cậu cất bước đi vào. Cửa môn vừa mở ra, xung quanh cũng có người bị ảnh hưởng, vô số bóng người lập tức xuất hiện ở cửa. Nhưng lúc này cửa cung điện đã đóng lại. Những người này cũng không biết là ai đã đi vào. Bên ngoài cửa, một ông lão râu bạc trắng hai mắt sáng ngời, nói có người đi vào Vô Lượng Kiếm Cung. Một người trung niên râu ria xuề xòa hỏi, cha à, là ai vào vậy? Ông lão râu bạc trắng, có thể im hơi lặng tiếng đi vào, người đó chắc chắn đã có được truyền thừa của lão tổ. Tu sĩ của kiếm đường sao, người trung niên hỏi. Cũng chưa chắc. Năm đó lão tổ đã để lại truyền thừa ở rất nhiều nơi để thu nhận môn đồ, có lẽ người này đã nhận được truyền thừa ở bên ngoài, sau đó từ xa mà đến đây. Ánh mắt người trung niên sáng rực, đồ vật của lão tổ đều để bên trong, cậu ta sẽ không cướp đấy chứ. Ông lão râu bạc trắng cười ha ha, người đi vào Vô Lượng Kiếm Cung mấy năm nay còn ít hay sao, con thấy có ai cầm đồ gì của kiếm cung đi ra chưa? Người trung niên thở phào nhẹ nhõm, cha nói cũng đúng. Con biết. Người đi vào kiếm cung cũng có đến mấy chục người, nhưng trong số bọn họ không một ai được lão tổ công nhận, vì vậy cũng không được gì cả. Lại nói đến Ngô Bình sau khi vào cửa, vừa bước chân vào thì trước mắt đã sáng rực, tiến vào một không gian kỳ lạ. Xung quanh đều là ánh sáng đủ màu, giữa vầng sáng có một người đàn ông đứng đó, chắp tay đứng thẳng. Gương mặt người này mơ hồ, nhưng kiếm ý trên người vô cùng mạnh. Người đàn ông nói, cậu có thể đến đây. Chắc hẳn đã có được truyền thừa của ta. Ta đánh ra ba kiếm, nếu cậu có thể đỡ được toàn bộ thì có thể trở thành đệ tử quan môn của ta, cũng sẽ lấy được tài nguyên tu hành ta để lại cho cậu. Ngô Bình ôm quyền, nói, đệ tử Ngô Bình, bái kiến kiếm tôn. Người đàn ông, ừ, thực lực ý niệm này của ta, có lẽ là thần thông tam cảnh, cậu chú ý đấy. Nói xong, người đàn ông bỗng ra tay, tay nắm một thanh trường kiếm xanh vàng, đâm ra một kiếm. Một kiếm này của ông ta vô cùng huyền diệu, trông thì không nhanh, nhưng thoáng chốc đã đến trước mặt Ngô Bình, kiếm quang trên bảo kiếm phóng ra, sát khí hừng hực. Ngô Bình vung tiên kiếm bạch hổ trong tay, lập tức vung kiếm hất kiếm của đối phương đi, đồng thời đánh ra một kiếm tấn công. Người đàn ông lập tức bị đẩy lùi, khẽ cười nói, không tệ. Chiêu thứ nhất, cậu đỡ được rất dễ dàng, tiếp tới là kiếm thứ hai. Lần này, ông ta bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Ngô Bình. Kiếm khí hủy thiên diệt địa hùng hổ đánh ập đến sau lưng cậu. Ngô Bình không quay người, vung cánh tay, đánh ra một kiếm, dùng tam trọng kiếm. Một mảng kiếm bích xuất hiện sau lưng cậu, vững vàng. Ngăn chặn đòn tấn công như sấm chớp của đối phương. Người đàn ông lại xuất hiện trước mặt, gương mặt cười tươi hơn, nói, không tệ. Chiêu này, cậu đỡ cũng rất tốt. Nói rồi, ông ta chém lên không trung, xung quanh Ngô Bình xuất hiện 6 bóng người. Mỗi người đều cầm kiếm hung hăng, khiến cậu không có chỗ trốn. Ngô Bình cũng không tránh né, cậu vung tay, thân hình chia làm 8, chính là phân ảnh trảm. 6 cái bóng ngăn chặn, còn 2 bóng còn lại chém giết về phía người đàn ông. Người đàn ông vung kiếm ngăn cản, bị một kiếm đẩy lùi mấy chục mét. Cùng lúc đó, 6 bóng người kia cũng bị Ngô Bình hạ gục. Người đàn ông thu kiếm về, cười nói, tốt lắm, cậu thành công đỡ được 3 chiêu. Kể từ bây giờ, cậu chính là đệ tử quan môn của Vô Lượng Kiếm Tôn ta. Nói xong, một chiếc nhẫn có 2 ký tự cổ vô lượng xuất hiện trước mặt Ngô Bình, được cậu nắm lấy. Cậu liếc nhìn, trong nhẫn có chứa rất nhiều tài nguyên, bao gồm 1 tỷ đại đạo tệ, 8 kiếm phủ vô lượng, còn có 4 miếng đan dược, cùng với 1 xấp ngân phiếu. Ngô Bình cầm kiếm phủ vô lượng lên xem, phát hiện uy lực kiếm phủ này vô cùng đáng sợ, có một luồng hơi thở hỗn độn thoát ra.
Ngô Bình đoán, uy lực kiếm phù này có lẽ vượt qua cả cấp bậc đạo cảnh. Nhìn bốn miếng đan dược, đều là đan dược hiếm thấy. Nhưng bốn loại đan dược này, Ngô Bình đều có thể luyện chế được, cậu liếc nhìn rồi cất đi. Cuối cùng là sấp ngân phiếu kia, Ngô Bình quan sát kỹ càng, phát hiện những ngân phiếu này đều là biên lai ký gửi, những thứ được ký gửi có đủ loại, mà chỗ cất giữ vật phẩm có tên là Thiên Bảo Lâu. Ngô Bình có nghe nói, Thiên Bảo Lâu là kiểu cửa hàng lớn có rất nhiều chỉ nhánh ở các tiên giới lớn, đồ đạc buôn bán bên trong rất nhiều, cái gì cũng có. Kỳ lạ, tại sao Vô Lượng Kiếm Tôn lại phải cất đồ ở Thiên Bảo Lâu nhiều như vậy, Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ. Cất đồ đạc xong xuôi, nam tu kia cười nói, những thứ mà cậu học được trên kiếm bích đều là căn bản. Bây giờ, ta sẽ truyền cho cậu Vô Lượng Kiếm Kinh thật sự. Nói xong, ông ta điểm tay, một luồng sáng tiến vào giữa trán Ngô Bình. Trong đầu cậu có thể một bộ kinh thư tên Vô Lượng Kiếm Kinh. Ngô Bình không bất ngờ gì, dù sao cậu cũng đã họ Vô Thượng Kiếm Khúc, lại có rất nhiều ký ức kiếm đạo, bởi vậy cũng không cảm thấy Vô Lượng Kiếm Kinh này có thể giúp được cậu nhiều. Thế nhưng, khi cậu nhìn thấy nội dung trong kiếm kinh, lập tức đã bị thu hút. Vô Lượng Kiếm Kinh này rất đặc biệt, cái này có thể làm kiếm pháp tu chính, cũng có thể bổ trợ cho một loại kiếm pháp khác. Ví dụ Ngô Bình tu luyện một loại kiếm pháp nào đó, thì cậu có thể dùng Vô Lượng Kiếm Kinh mới tu luyện chiết vào trong kiếm pháp đó, nâng cao uy lực. Giống như vậy, Vô Lượng Kiếm Kinh của cậu cũng có thể hấp thụ kiếm pháp khác, thông qua tiến hóa kiếm pháp để nâng cao uy lực. Đây chính là điểm đặc biệt của tiến hóa, hấp thụ tất cả kiếm pháp khác, cũng có thể dung hòa và trong tất cả kiếm pháp khác. Hơn nữa, Vô Lượng Kiếm Kinh không có giới hạn, hấp thụ càng nhiều kiếp pháp thì uy lực của nó càng lớn, bởi ấy lấy tên là vô. Thú vị đấy. Ngô Bình cũng lầm bầm nói, cậu chuẩn bị tu luyện kiếm kinh này, sau đó đưa vào trong Vô Thượng Kiếm Khúc. Sau đó, Vô Thượng Kiếm Khúc mới luyện có thể sở hữu được đặc điểm của tiến hóa, hấp thu kiếm pháp thiên hạ để dùng. Có được truyền thừa, cậu bái lại Vô Lượng Kiếm Tôn, ông A khẽ cười rồi biến mất, sau đó vầng sáng cũng biến mất, cậu quay người rời khỏi kiếm cung. Người vừa ra ngoài thì có một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Ông lão và người trung niên ngoài cửa thậm chí còn chưa nhìn rõ diện mạo Ngô Bình thì người đã chẳng thấy đâu. Hai người đều kinh ngạc, ông lão nói, độn thuật thật lợi hại. Rốt cuộc người này là ai? Người trung niên chảy đầy mồ hôi lạnh trên trán, nói cha, hơi thơ người này thật đáng sợ, nếu cậu ta ra tay với con, ngay. Cả cơ hội đánh trả con cũng không có. Ông lão thở dài, người này chắc chắn là thiên kiêu tuyệt đại. Truyền thừa của lão tổ. Chỉ sợ là đã bị cậu ta lấy đi. Hai cha con họ tuy là con cháu của lão tổ Vô Lượng, đáng tiếc tư chất bình thường, cũng không lấy được Vô Lượng Kiếm Kinh chân truyền. Bởi vì Vô Lượng Kiếm Kinh có yêu cầu rất cao về tư chất, từ Vô Lượng Kiếm Tôn đến hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ có ba hậu nhân học được chút ít mà thôi. Người đàn ông trung niên bỗng nhớ đến gì đó, bèn nói, cha nghe thấy tin tức gì chưa? Đệ nhất kiếm bảng vừa gia nhập Chí Tôn Kiếm Đường. Chắc không phải là cậu ta chứ? Ông lão giật mình, nói, ngày mai con đi thăm hỏi thử. Cho dù không phải cậu ta, thì đệ nhất kiếm bảng cũng tiền đồ vô lượng, chúng ta cũng phải qua lại nhiều với cậu ta. Vâng, sáng mai con sẽ đi. Bên kia, Ngô Bình đã quay về Tử Long Phong, mà thời gian cũng đã qua nửa đêm. Thu Sinh vẫn chưa nghỉ ngơi, vội đẩy cửa đi vào, nói cậu Ngô có thu hoạch được gì không? Ngô Bình cũng được. Lúc này, cậu bỗng nhìn sang bên trái, sau lưng gốc hoa, một cô gái trẻ trung xinh đẹp chợt giật mình, vội đi ra, hành lễ với Ngô Bình, bái kiến cậu Ngô. Thu Sinh vội giới thiệu, cậu Ngô, đây là đệ tử hạ viện hầu hạ cậu hằng ngày, tên Tử Hỏa. Ngô Bình không nghĩ nhiều, chỉ nói, sinh hoạt hằng ngày không cần hầu hạ, hai người lui xuống đi. Thu Sinh và Tử Hỏa vội cáo lui, Ngô Bình thì ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Vô Lượng Kiếm Kinh. Tu luyện Vô Lượng Kiếm Kinh khác với những công pháp khác, điểm khó nhất của nó nằm ở giai đoạn đầu tu luyện. Bởi vì muốn tu luyện Vô Lượng Kiếm Kinh thì phải ngưng tụ được một pháp trận vô lượng. Pháp trận vô lượng có tính dung nạp rất mạnh, có thể hấp thụ bất kỳ công pháp nào, không ngừng luyện hóa, không ngừng mạnh hơn. Nhưng chính vì như vậy mà pháp trận vô lượng rất khó để tạo ra, ngay cả bản thân Vô Lượng Kiếm Tôn cũng phải dựa vào một món dị bảo mới qua được cửa ải này. Ngô Bình cũng không có dị bảo kia. Cậu muốn ngưng tụ pháp trận vô lượng thì độ khó có thể còn gấp trăm nghìn lần so với Vô Lượng Kiếm Tôn tu luyện năm đó. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu chợt nhớ đến một phương pháp,
chính là dùng tiên thiên bát quái đồ, tiến hành tính toán pháp trận vô lượng, sau đó dùng hình thức của pháp trận bát quái để xuất hiện. Cậu biết rõ, bát quái chứa đựng tất thảy pháp trận trên thế gian, tuy pháp trận vô lượng huyền diệu, nhưng cũng không thoát khỏi phạm vi của bát quái. Vì thế, Ngô Bình dứt khoát mở pháp trận vô lượng, dùng nguyên lý của tiên thiên bát quái để xây dựng. Trong quá trình xây dựng, cậu phát hiện nếu đưa cửu cung vào trong thì gần như có thể khiến pháp trận vô lượng càng thêm linh hoạt, mạnh hơn nữa. Lúc này, trong thân thể Ngô Bình xuất hiện một hoa văn cửu cung bát quái khổng lồ, hoa văn biến hóa khó lường. Một khắc sau, một pháp trận vô lượng giai đoạn đầu xuất hiện, tuy vẫn là hình dáng ban đầu, nhưng nó đúng là pháp trận vô lượng. Quả nhiên là được, Ngô Bình vui mừng, cậu biết chỉ cần tiếp tục tu luyện, không bao lâu nữa cậu có thể hoàn thành được đại trận hoàn thiện. Bất giác trời đã sáng, cậu ăn vài món ăn sáng do Tử Họa chuẩn bị, rồi lại tiếp tục luyện công. Lúc này Thu Sinh đi vào, nói cậu Ngô, tư trưởng lão muốn gặp. Ngô Bình hỏi, tư trưởng lão nào? Thu Sinh nói, cậu Ngô, tư trưởng lão chính là hậu duệ của Vô Lượng Kiếm Tôn, là trưởng lão đương nhiệm của Thượng Viện. Ngô Bình giật mình trong lòng, chẳng lẽ người của nhà họ Tư biết mình đã lấy được đồ trong Vô Lượng Kiếm Cung hay sao? Cậu ngẫm nghĩ rồi nói, mời vào. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên để râu đi vào, vừa gặp đã khách sáo ôm quyền nói, cậu Ngô, làm phiền cậu rồi. Tôi là Tư Thanh Sơn, là truyền nhân của Vô Lượng Kiếm Cung. Ngô Bình ôm quyền đáp lễ, bái kiến tư trưởng lão. Tư trưởng lão đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Tư Thanh Sơn cười nói, chỉ giáo thì không dám nhận. Tôi nghe nói cậu Ngô từng nhận được truyền thừa của lão tổ Vô Lượng Kiếm Tôn nhà họ Tư tôi, nên đặc biệt đến đây thăm hỏi. Ngô Bình lập tức hiểu rõ, Tư Thanh Sơn này chưa chắc đã biết cậu có được truyền thừa của Vô Lượng Kiếm Tôn, ông ta nói như vậy có lẽ là đang thăm dò mình. Hơn nữa một khi cậu thừa nhận bản thân có được truyền thừa của Vô Lượng Kiếm Tôn thì người này cũng có thể kết hợp với thân phận đệ nhất kiếm bảng của mình để phán đoán, người tiến vào Vô Lượng Kiếm Cung hơn 89 phần chính là Ngô Bình cậu đây. Thế nhưng, lúc này cậu cũng không sợ bị lộ thân phận thế này, nên gật đầu nói, không sai, tôi có được truyền thừa của Vô Lượng Kiếm Tôn từ trên vách kiếm. Tư Thanh Sơn thầm nói quả nhiên là cậu, ông ta cười nói, có thể có được truyền thừa của tổ tiên, tư chất cậu quả nhiên phi phàm. Ngừng một lúc, ông ta nói tiếp, vậy người tiến vào Vô Lượng Kiếm Cung tối qua nhất định là cậu rồi, đúng chứ? Ngô Bình dứt khoát thừa nhận thoải mái, là tôi. Tôi nhìn thấy ý niệm Vô Lượng Kiếm Tôn để lại, được ông ấy công nhận, nhận tôi làm đệ tử quan môn. Tư Thanh Sơn vui mừng, đệ tử quan môn của lão tổ. Ông ta vội hỏi, vậy công tử có bằng chứng không? Ngô Bình khẽ cười, lấy ra một thanh kiếm và một bộ quần áo từ trong nhãn vô lượng. Những thứ này đều là những thứ chuẩn bị cho đệ tử quan môn của Vô Lượng Kiếm Tôn. Nhìn thấy quần áo và kiếm, Tư Thanh Sơn vội hành lễ, Vô Lượng lão tổ cửu thế tôn, Tư Thanh Sơn bái kiến Ngô tổ. Ngô Bình ngây người, nhưng vừa nghĩ đã hiểu ra, Tư Thanh Sơn này là đời thứ 9 của Vô Lượng Kiếm Tôn, bản thân cậu lại là đồ đệ của Vô Lượng Kiếm Tôn, nên vai vế cũng cao hơn ông ta nhiều. Cậu vội đỡ Tư Thanh Sơn dậy, nói Tư trưởng lão. Đừng như vậy. Chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Tư Thanh Sơn nghiêm túc nói, lão tổ nhà tôi đã từng nhắc nhở con cháu đời sau như chúng tôi, phải tôn trọng đệ tử của ông ấy. Cậu là đệ tử lão tổ, thì chính là trưởng bối của chúng tôi. Ngô Bình xua tay, tư trưởng lão, sau này ông vẫn nên gọi tôi là cậu tiểu Ngô đi, tiền bối gì đó, thật sự tôi không dám làm. Hai người khách khí nói mấy câu, Tư Thanh Sơn kiên trì muốn gọi Ngô Bình là Ngô tổ. Nói chuyện một lúc, Tư Thanh Sơn bèn cáo từ. Lần đầu đến thăm hỏi, ông ta cũng ngại làm phiền quá lâu. Thế nhưng, tuy nói chuyện không lâu, nhưng ông ta cũng có được một vài thông tin quan trọng, đó là Ngô Bình đã có được truyền thừa của Vô Lượng Kiếm Tôn, hơn nữa còn nắm chắc sẽ tu luyện thành công. Tin tức này giống như tiếng sấm vang dội trong đầu ông ta vậy, ông ta gấp gáp quay về báo tin này với cha, Tư Trọng Trấn. Khi Tư Trọng Trấn nghe thấy tin này cũng kinh ngạc y hệt. Ông ta lầm bầm nói như vậy, cậu Ngô có khả năng cũng giống như lão tổ, tu luyện thành công Vô Lượng Kiếm Kinh hoàn chỉnh. Tư Thanh Sơn gật đầu, cha, con cũng cảm nhận được luồng hơi thở Vô Lượng Kiếm Kinh trên người cậu ấy. Hơi thở như vậy, con chỉ từng cảm nhận được trên người lão tổ mà thôi. Tư Trọng Trấn xúc động nói, không ngờ, lại có người có thể thừa kế truyền thừa của lão tổ. Cậu Ngô này, không, Ngô tổ này đúng là lợi hại.
Tư Trọng Trần biết rất rõ, tuy ông ta là bát thế tôn của Vô Lượng Kiếm Tôn, nhưng hậu nhân của tổ sư đã truyền được mười mấy đời, đến bây giờ con đàn cháu đống, số lượng cũng hơn cả vạn người. Nhiều người như vậy, trong đó nhà Tư Trọng Trấn ông ta cũng được xem như ưu tú, hơn nữa, càng về sau, lão tổ lại càng không quan tâm nữa, ông ấy vốn nghĩ con cháu tự khắc có. Phúc của con cháu. Bây giờ bọn họ gặp phải người nghịch thiên như Ngô Bình, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội, kết giao. Quan hệ, như vậy đợi đến khi Ngô Bình phát triển, bọn họ cũng có thể có được vài lợi ích. Thanh Sơn, chuyện này đừng nói cho người thứ ba biết, nhất định phải giữ bí mật. Tư Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu, ông ta hỏi, cha à, vậy chúng ta phải mượn sức Ngô Tổ thế nào? Tư Trọng Trấn hỏi ông ta, con thấy cậu ấy thiếu cái gì? Tư Thanh Sơn ngẫm nghĩ, cậu ấy không thiếu tài nguyên, không thiếu công pháp, vầng sáng đầy mình, có lẽ cũng chẳng thiếu gì cả. Tư Trọng Trấn lắc đầu, không, cậu ấy thiếu căn cơ của vạn kiếm tiên giới. Tư Thanh Sơn ngây người, ý của cha là. Tư Trọng Trấn, cho dù tư chất cậu ấy có nghịch thiên đến đâu thì cũng chỉ có một mình ở Chí Tôn Kiếm Đường, không có căn cơ. Hơn nữa, nghe nói lúc cậu ấy tranh giành vị trí đứng đầu kiếm bảng, người đồng hành là sư trưởng của cậu ấy. Mấy người đó có kẻ thù giải rác ở khắp vạn kiếm tiên giới. Vì vậy, bây giờ cậu ấy thiếu nhất chính là căn cơ. Bởi vì không có căn cơ thì không có an toàn. Ông ấy nói tiếp, mà cậu ấy là đệ tử quan môn của lão tổ, nếu nhánh chúng ta được cậu ấy ủng hộ thì có thể được cả gia tộc công nhận, từ đó sẽ dùng được sức mạnh của Chí Tôn Kiếm Đường. Đến lúc đó, chúng ta có thể quay lại ủng hộ cậu ấy phát triển, bảo vệ cậu ấy trưởng thành. Tư Thanh Sơn hiểu ý của cha mình, cha nói đúng, phải buộc chúng ta và cậu ấy cùng một chỗ. Nhưng, cậu ấy đáng để chúng ta làm vậy sao? Tư Trọng Trấn, đáng hay không đáng, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Bây giờ cậu ấy là đệ tử tinh anh cấp 3, sau này phải tham gia kỳ thi tỉnh anh. Nếu cậu ấy biểu hiện xuất sắc, nhà họ Tư sẽ lập tức dựa dẫm cậu ấy ngay thôi. Tiễn Tư Thanh Sơn đi, Ngô Bình nhớ đến Thẩm Huyền Tông đã dặn dò, bèn tìm Thu Sinh, hỏi, Hồng Liên Kiếm Tôn ở nơi nào? Thu Sinh nói, Hồng Liên Kiếm Tôn là một trong 7 đại kiếm tôn có sức ảnh hưởng nhất của Chí Tôn Kiếm Đồng, sống tại Hồng Liên Cốc. Hồng Liên Kiếm Tôn là một nữ tu, đồ đệ nhận vào cũng đều là nữ tu, vì vậy Hồng Liên Cốc không cho pháp nam tu tiến vào. Nếu cậu muốn đi, chỉ có thể thông báo danh tính ở cửa trước thôi. Về điểm này, Ngô Bình cũng không lo lắng, trong tay cậu có tín vậy, chắc hẳn Hồng Liên Kiếm Tôn sẽ gặp mình thôi. Hồng Liên Cốc nằm giữa hai ngọn núi, diện tích rất rộng. Ngô Bình bay trên không trung, cậu nhìn thấy một tòa nhà rất lớn trong cốc. Cửa vào không rộng. Có mấy tảng đá lớn vuông vắn. Lúc này, trên mỗi một tảng đá đều có một nữ tu ngồi xếp bằng. Ngô Bình đáp xuống trước tảng đá, ôm quyền nói, tại hạ có chuyện xin gặp Hồng Liên Kiếm Tôn. Nghe vậy, một nữ tu bay xuống đất, giọng điệu lạnh lùng hỏi, anh là ai, tìm Kiếm Tôn có chuyện gì? Ngô Bình đưa khăn tay ra, nói, tại hạ là đệ tử tinh anh cấp 3, Ngô Bình. Xin hãy giao vật này cho Kiếm Tôn, bà ấy tự nhiên sẽ hiểu. Cô gái nghi hoặc nhìn khăn tay, nhưng thân phận đệ tử tinh anh cấp 3 cũng không thấp, lập tức đưa hai tay nhận lấy, xin đợi một lát, tôi đi gặp Kiếm Tôn. Nữ tu này bay vào trong cốc, Ngô Bình đứng đợi tại chỗ. Đợi được một lúc, một nam tu bỗng đáp xuống cách đó không xa, anh ta cầm một bó hoa tươi trong tay, lớn tiếng nói, Hồng Hồng, em ra đây đi, tôi thật sự yêu em, xin em hãy đồng ý tôi đi. Ngô Bình ngây người, vội vàng đi qua bên cạnh. Tránh bị lôi vào. Người này gào thét mấy câu thì có một nữ tu bay xuống một tảng đá lớn, trông xinh đẹp động lòng người. Cô ta lạnh lùng nói, đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta không có khả năng. Nam tu rất đau khổ, dậm chân đấm ngực, tiếp tục nói mấy câu xến xúa. Ngay lúc ấy, lại có một nam tu đáp xuống, tuy không có hoa tươi, nhưng vẻ mặt xỉ tình, lên tiếng, hoa hoa, em thật sự không gặp tôi sao? Đây đã là ngày thứ 1342 ngày anh đến tìm em rồi, nếu em không gặp tôi, mỗi ngày tôi đều đến đây. Lúc này Ngô Bình lại nhìn thấy, trên tảng đá lớn đã xuất hiện mười mấy nữ tu đứng hóng chuyện, trông dáng vẻ như bọn họ đã sớm quen với chuyện này. Có mấy nữ tu nhìn sang Ngô Bình, một người trong đó hỏi, này, người này khí chất không tệ, trông cũng anh Tuấn, anh ta đến tìm ai vậy? Chắc không phải lại là tên si tình nữa đấy chứ. Một nữ tu khẽ cười khiến đàn ông sỉ mê lại nói, tôi qua đó trêu chọc anh ta một chút.
Nữ tu lên tiếng ấy, mặt mày như họa, mắt ngọc mày ngài, mặc một bộ váy lụa thêu hoa, da rẻ trắng mịn như tuyết, sáng như pha lê, khiến người ta có cảm giác dịu dàng, tóc dày mềm mại, búi thành búi cao, để lộ vẻ ngoài đoan trang cao quý. Dáng người cô ta yểu điệu, đường cong có đủ, vóc dáng như ẩn như hiện ảo, cảm giác thần bí mê hoặc. Nữ tu đáp xuống bên cạnh Ngô Bình, cười nói, anh đến đây tìm ai sao? Ngô Bình nhìn nữ tu, khẽ gật đầu, quả thực là cậu đến để tìm người. Nữ tu khẽ thở dài, nói, không biết là cô gái nào có thể được anh coi trọng đến vậy? Tôi đây là Nhan Vũ Sương, còn chưa được biết tên anh đây. Ngô Bình thầm nói cô hiểu lầm gì à? Nhưng cậu cũng không giải thích, nói, Ngô Bình. Nhan Vũ Sương nói, sư huynh Ngô trông như nhân tài, chắc chắn là người bất phàm, không biết đang tu hành ở đâu. Ngô Bình nói, tôi mới đến, tu hành trên Tử Long Phong. Thật ra Nhan Vũ Sương là hỏi Ngô Bình đang tu hành ở Thượng Viện hay Nội Viện, nghe thấy Tử Long Phong, cô ta bỗng nhiên nhớ ra, bất giác kinh sợ, nói, anh chính đệ nhất kiếm bảng mới đến kia sao? Ngô Bình cười nói, là tôi. Nhan Vũ Sương kinh ngạc hô lên, chẳng lẽ người định mệnh của mình kia sao? Cô ta vội nói, vừa nãy tôi thất lễ rồi, không biết cô gái nào may mắn được anh coi trọng như vậy. Ngô Bình vẫn chưa kịp đáp thì nữ tu lúc trước đã từ trong cốc bay ra, nói với Ngô Bình, thưa anh, kiếm tôn cho mời. Nhan Vũ Sương trừng lớn mắt, cậu đến để gặp sư tôn sao? Cô ta vội nói, sư tỷ, để em dẫn cậu Ngô đi cho. Nữ tu gật đầu, được thôi. Nhan Vũ Sương lập tức đưa Ngô Bình đến trước một cung điện trong cốc, cổng cung điện mở ra, Nhan Vũ Sương đi đến trước cửa, cao giọng nói, sư tôn, cậu Ngô đến rồi. Mời cậu Ngô vào, một âm thanh êm tai vang lên, Ngô Bình cất bước vào điện. Vẻ mặt Nhan Vũ Sương đầy nghỉ hoặc, sư tôn mình trước giờ không cho phép nam tu đi vào Hồng Liên điện của bà ấy, sao lần này lại để cậu Ngô đi vào rồi? Ngô Bình vào điện thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi xếp bằng trên một đóa sen đỏ đó giống như là một pháp khí, xung quanh có vô số phù văn lơ lửng. Cùng lúc đó, trong điện còn có một luồng hơi thở lành lạnh, vừa ngửi đã cảm thấy thoải mái. Gương mặt người phụ nữ có đeo một lớp lụa mỏng, nhưng đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp, bà ấy khẽ cười hỏi, cậu là gì của Thẩm Huyền Tông? Là sư tôn của Vân Bối. Hồng Liên kiếm tôn khẽ gật đầu, xem ra ông ta đã quay về vạn kiếm tiên giới rồi. Đệ nhất kiếm bảng kia là cậu đúng chứ? Ngô Bình, là vãn bối. Hồng Liên kiếm tôn, tôi và sư phụ cậu chút quan hệ, sau này cậu có thể ra vào Liên Hồng Cốc bất kỳ lúc nào, đây là thủ lệnh. Nói xong, một miếng ngọc bài bay vào trong tay Ngô Bình. Nhận lấy ngọc bài, Ngô Bình chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối. Hồng Liên kiếm tôn, đệ tử bên ngoài kia tên Nhan Vũ Sương, cậu cảm thấy thế nào? Ngô Bình ngây người, nhưng ngẫm nghĩ rồi nói, rất. Hồng Liên kiếm tôn, nếu cậu thích, có thể đưa cô ấy đi. Ngô Bình sững sờ, cái gì với cái giả chứ, cậu đang định từ chối thì Nhan Vũ Sương bên ngoài đã đi vào, đôi mắt đầy vẻ vui mừng, nói, đệ tử nhận lệnh. Lần này mục đích Ngô Bình đến đây là vì kiếm đạo vương tọa, lập tức lên tiếng nói, tiền bối. Vân bối muốn giành lấy kiếm đạo vương tọa. Hồng Liên kiếm tôn gật đầu, thêm 5 canh giờ nữa, kiếm đạo vương tọa sẽ xuất hiện. Cậu không cần gấp, lát nữa tôi đích thân đưa cậu đi. Ngô Bình hành lễ, cảm ơn tiền bối. Hồng Liên kiếm tôn nói, tôi và sư tôn cậu là người quen cũ, sau này cậu cứ gọi tôi một tiếng sư thúc đi. Ngô Bình, vâng, sư thúc. Hồng Liên kiếm tôn khẽ cười, nói, Phú Sương, chuyện kia của con có thể nói cho cậu Ngô. Mấy canh giờ tới, con cứ đưa cậu ấy đi dạo, làm quen hoàn cảnh nơi này. Vâng. Nhan Vũ Sương cười nói, rồi kéo Ngô Bình rời khỏi Hồng Liên Điện, đi ra cửa điện. Ngô Bình muốn kéo tay ra thì Nhan Vũ Sương lại nắm chặt lấy. Cô ta cười nói, cậu Ngô, sư tôn tôi nói rồi, để tôi đi với anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 207.